Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc. Tập 113. Chương 1121, Hoàn Chân Trước Mặt Tiên. Châu Cửu Sơn, hôm nay ấy vậy mà là một ngày tốt lành. Triệu Hiến viết tên bản thân lên khế thư màu vàng trước mặt, cho đến khi một đám kim quang bay vào cơ thể, khế ước được thiết lập, hắn vui vẻ cười lớn nói. Đám người Ngũ Lão Hội trong tiệm nhận lại khế thư, trên gương mặt cũng lộ nét vui mừng, nói hùa theo. Phần thời gian còn lại trong ngày, Triệu Hiến tiến hành thương lượng kỹ càng hơn nữa với phía Ngũ Lão Hội về hiệp nghị buôn bán. Tận khi tiễn bọn họ đến động phủ thiết đãi trong thành nghỉ ngơi, lúc này Triệu Hiến mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thay vì trở về động phủ của bản thân, hắn quay trở về cửa tiệm, tiến vào mật thất bên dưới. Nhìn bức tượng đá không mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt Triệu Hiến phức tạp, hàng ngàn suy nghĩ. Từ sau khi Vạn Giới Liên Hợp Hội bị Vạn Tiên Minh diệt trừ, đồng thời bị đưa vào danh sách truy lùng vĩnh cửu, là gián điệp của Liên Hợp Hội tại Châu Cửu Sơn, Triệu Hiến vẫn luôn sống trong lo lắng hãi hùng. Không ngày nào là thần trí yên ổn, thường xuyên có ảo giác rằng sẽ gặp Vạn Tiên Minh tìm tới cửa, đột ngột bắt giữ bản thân. Và không có vật tư Liên Hợp Hội cung cấp, nguồn cung cấp của cửa tiệm cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Lưu lượng khách hàng giảm đi mỗi ngày, gần như sắp không kiên trì được nữa. Cuối cùng vẫn là hắn cầu cứu khắp nơi, sử dụng hết tất cả của cải đã tích góp được những năm này mới gắng gượng xây dựng lại chuỗi cung ứng. May mà mọi thứ đã qua, Triệu Hiến nói trong lòng. Sóng gió của Liên Hợp Hội đã lắng xuống. Trong những ngày Vạn Tiên Minh truy nã gắt gao, bọn họ đã không phát hiện ra thân phận chân thật của Triệu Hiến. Sau này có lẽ cũng không nguy hiểm nữa. Sau nhiều năm khổ tâm tiến hành, việc kinh doanh trong cửa tiệm cũng đi vào nề nếp lần nữa. Gần đây đã đạt được một hiệp nghị buôn bán với một đội buôn của Ngũ Lão Hội. Chỉ riêng giá trị vật tư giao dịch cố định hàng năm thôi cũng đã cao đến hơn 10 triệu độ cống hiến. Dù không có ban thưởng của chân tiên, nhưng chỉ dựa vào lợi nhuận trong tiệm cũng đủ để trèo chống ta tu hành đến cảnh giới hóa thần. Liên Hợp Hội bị diệt, lợi nhuận không cần phải nộp lên, đều bị ta đút túi. Sống thậm chí còn thoải mái hơn trước, Triệu Hiến khá hài lòng nghĩ thầm. Quả đúng là họa phúc có nhau, thế sự vô thường. Nhìn lại bức tượng không đầu lần cuối cùng, trong lòng Triệu Hiến quyết định vĩnh cửu niêm phong mật thất dưới lòng đất này. Sau này sẽ không ai biết về bí mật rằng hắn đã từng là thành viên của Vạn Giới Liên Hợp Hội. Chân tiên từ bi, có lẽ sẽ không trách tội ta. Triệu Hiến cung kính hành lễ lần cuối cùng, rồi sau đó niêm phong mật thất. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Triệu Hiến như chút được gánh nặng, như thể sống lại. Thế nhưng, trên đường trở về động phủ, hắn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm của Huyền Hoàng giới, chẳng biết tại sao cảm giác bất an chợt tuôn trào trong lòng. Trước nay Triệu Hiến luôn rất tự tin vào trực giác của bản thân, bước chân hắn lúc này chợt ngừng lại. Suy nghĩ cẩn thận về những chi tiết trong sinh hoạt gần đây, nghĩ mãi Triệu Hiến cũng không thấy được điểm khác thường nào. Lạ thật, cảm giác dao động trong lòng ngày càng mãnh liệt, trong lòng Triệu Hiến như có sở cảm, nhìn những người xung quanh. Nhìn một lượt, lập tức khiến hắn ứa mồ hôi lạnh, hóa ra không chỉ mình bản thân. Trong tòa thành mậu dịch tự do của Châu Cửu Sơn, giờ phút này, cứ hễ là tu sĩ đi dạo trên đường phố dường như đều mơ hồ cảm nhận được sự bất thường. Tâm loạn như ma, nét mặt căng thẳng, thậm chí trên trán ứa mồ hôi lạnh, chân bước lâng lâng. Chuyện, trong đầu Triệu Hiến chợt xuất hiện hình ảnh đàn kiến dọn nhà trước khi cơn bão đến. Chẳng lẽ sắp có đại họa đầy trời xảy ra sao? Triệu Hiến đột nhiên nhớ đến ngọn nguồn của châu thương mại tự do Cửu Sơn này một cách khó hiểu. Nơi đây vốn vẫn rồng rắn lẫn lộn, Cửu Sơn tồn tại song song với khu vực hỗn loạn, vì Vạn Tiên Minh giao chiến với Ngũ Lão Hội, dưới ánh mắt của Pháp Tướng Thiên Tôn, sông núi hóa thành bình nguyên. Lúc này mới có Châu Cửu Sơn phồn hoa hiện tại. Chẳng lẽ, chuyện ngày đó, lại sắp xảy ra một lần nữa hay sao? Triệu Hiến nảy ra ý tưởng này, rồi kế đó không khỏi dùng mình một cái. Tuy rằng lý trí nói với hắn rằng, bất kể Vạn Tiên Minh hay Ngũ Lão Hội, vì lợi ích của cả hai bên, bọn họ sẽ không một lần nữa khai chiến ở Châu Cửu Sơn. Nhưng tình huống khác thường trước mắt lại khiến hắn chắc chắn rằng sắp xảy ra đại họa. Trốn! Chỉ một lúc sau,
Triệu Hiến đã đưa ra quyết định. Đúng vậy, hắn quả thực yêu của. Hắn cũng muốn trở thành đại tư sĩ hóa thần, trấn áp một phương. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là hắn có thể giữ được cái mạng nhỏ của bản thân. Với năng lực mà hắn đã rèn luyện được qua những năm ở Châu Cửu Sơn, tuy trở lại một nghèo hai trắng, đổi sang nơi khác hắn vẫn có thể vươn lên một lần nữa. Huống chi hắn vẫn luôn mang những món đồ có giá trị nhất trong cửa tiệm theo bảo quản bên mình. Với suy nghĩ này, Triệu Hiến lập tức chuyển hướng, cũng bỏ qua lệnh cấm trong thành, nhanh chóng phi độn về phía biên thùy của Châu Cửu Sơn. Hành vi bất thường của hắn đương nhiên đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ bên trong thành Cửu Sơn. Giống như đã tạo ra phản ứng dây chuyền, không có nguyên do, bọn họ cũng bắt đầu chạy thục mạng theo. Như là bản năng vùng vẫy của dã thú sau khi cảm nhận được khủng hoảng sống chết. Và sự thật chứng minh, dự cảm của những tu sĩ này không hề sai. Bọn họ chưa chạy được bao xa, một luồng dao động đáng sợ đã giáng xuống đằng sau lưng, bầu trời tối sầm lại trong một thoáng. Vô số tu sĩ thậm chí còn chưa kịp thét lên thì đã bị tồn tại khủng bố không rõ nhấn chìm. Cảm nhận được hàng ngàn khí tức biến mất phía sau lưng, nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm đầu óc hắn. Vào thời khắc này, suy nghĩ của hắn cũng vận động điên cuồng với tốc độ chưa từng có trước đây. Chắc chắn là có tai họa đáng sợ nào đó đã giáng xuống Châu Cửu Sơn. Với thực lực của ta, quá hiển nhiên là không thể may mắn sống sót trong tận tai họa này. Hiện vẫn cách biên cảnh Châu Cửu Sơn một quãng xa. Hoàn toàn không đủ thời gian để chạy đến chỗ an toàn. Nguyên do Châu Cửu Sơn không có truyền tống trận là bởi kết cấu không gian của nơi này cực kỳ không ổn định. Khởi động truyền tống một cách tự tiện, không chỉ không đến được vị trí mục tiêu, trái lại sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến những địa điểm khác. Thậm chí có thể mất phương hướng trong hư không, nhưng ít ra vẫn có hy vọng sống sót. Suy nghĩ của Triệu Hiến nhanh chóng xoay chuyển, cơ thể cũng phản ứng theo bản năng. Trực tiếp kích hoạt truyền tống trận đồ ngẫu nhiên trong nhẫn chữ vật, khung cảnh xung quanh méo mó mơ hồ. Sau thời gian hoa mắt ngắn ngủi, Triệu Hiến thoát khỏi Châu Cửu Sơn, đến một nơi xa lạ. Nhưng cảnh tượng nhìn thấy trước mắt lại khiến hắn chẳng mảy may vui sướng vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà như rơi vào hầm băng, đầu óc trống rỗng. Giống như lơ lửng trong không trung, nhìn xuống huyền hoàng giới. Hàng ngàn điểm đen xuất hiện dày đặc trên mặt đất. Giống như vực sâu đen nhánh, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Toàn bộ thế giới dường đã như bị những điểm đen này xé toạc, hình thành những mảnh giấy vụn cuộn lại. Các tu sĩ của cả một vùng, bất kể bọn họ có dãy giụa ra sao cũng không thể cầm cự được một lúc trong vực đen. Dồn dập hóa thành tia sáng méo mó, biến mất thành những điểm đen. Vậy hóa ra tai họa không chỉ xảy ra ở Châu Cửu Sơn sao? Cái gì thế này? Tận thế hàng lâm, thế giới sắp bị hủy diệt sao? Triệu Hiến ngây ra như phỗng. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị một cảnh tượng hiếm thấy hòa lẫn trong cảnh tượng tận thế này thu hút. Giữa không trung huyền hoàng giới bị xé thành hàng ngàn mảnh giấy méo mó trong chớp mắt, bỗng xuất hiện bức tranh giống như được vẽ nên bởi vô số sắc màu được tùy ý rội lên. Vẩy mực vẽ tranh, mỗi cái chớp mắt có vô số cảnh tượng biến đổi nhanh như bay. Và trước bức họa quỷ dị này, một bóng hình chắp tay đứng đó. Dường như nhận thấy được ánh mắt từ xa xăm của Triệu Hiến, bóng dáng đó xoay mình lại. Còn chưa thấy rõ khuôn mặt của đối phương, thân thể và thần hồn của Triệu Hiến đã ầm ầm vỡ tan thành vô số mảnh vụn vì không thể tiếp nhận áp lực mạnh mẽ này. Chết không toàn thây. Hả? Lát sau, Lý Phàm đã biết tại sao cái đồ xui xẻo này lại tới đây. Khẽ lắc đầu, chẳng bận tâm đến hắn, Lý Phàm tập trung sự chú ý vào ngàn vạn biến thân của trời đất mà huyền hoàng giới phun ra trước mắt. Vô số điểm đen đó tất nhiên là lực lượng của tiên nhân mà những khôi lỗi mồi câu bay về phía tiên khư gợi ra sau khi hắn phát động kế hoạch diệt thế. Lực lượng của tiên nhân tiên khư truyền đến huyền hoàng giới theo cảm ứng liên tiếp của những khôi lỗi đó đã gây ra tai họa diệt thế khôn cùng. Và không ngoài dự kiến của Lý Phàm, ngay khoảnh khắc tiên lực tiên khư xuất hiện, nó đã gợi lên phản ứng tự phát của vô diện chân tiên bị Lý Phàm bố trí khôi lỗi mồi câu bên cạnh. Những vô diện chân tiên này tương tự nhau, đều không có cơ thể chân thực. Và Lý Phàm đã ngưng tụ nên chúng bằng cách sử dụng nguyên lực tinh túy của vô diện chân tiên một cách thuần túy. Khi sức mạnh diệt thế của tiên khư quét về phía chúng nó, một luồng sức mạnh khó có thể miêu tả xuất hiện một cách khó hiểu từ nguyên lực tinh túy. Như thể con bướm phá kén, lại như hoa rơi quả hiện. Nguyên lực tinh túy giống như băng tan, trực tiếp biến mất. Chỉ còn lại lực lượng mà thế nhân không thể giải thích được giành lấy và va đụng với tiên lực tiên khư.
giống như hai cơn sóng lớn va vào nhau, khuấy động hàng ngàn con sóng. Thoáng cái, huyền hoàng giới bị xé toạc thành hàng ngàn mảnh vỡ. Nhưng, dường như vì hai người đấu sức nên huyền hoàng giới đã thiên sang bách khổng không trực tiếp tan vỡ ngay trước nhất. Xem ra lo âu của ta vẫn là thừa. Vô diện chân tiên dường như không nhận thấy được sự hiện hữu của ta. Lý Phàm thầm nghĩ, rút thiên địa chi tủy, lấy được thần của nó. Miệng lẩm bẩm, hút tất thảy bức tranh vẩy mực quỷ dị trước đó vào bên trong hư ảnh của ngũ hành đại động thiên phía sau lưng. Trước mắt Lý Phàm, từng cảnh tượng đã qua, hiện tại và quỹ tích vốn sẽ xảy ra trong tương lai của huyền hoàng giới nối đuôi nhau xuất hiện tựa như đèn kéo quân. Ngoài ra, Lý Phàm còn cảm nhận được một luồng mong muốn tồn tại không cam chịu rất mạnh từ bên trong. Hình ảnh quay nhanh chóng như nước xoáy, như thể một thứ gì đó sắp được thai nghén mà sinh ra trong đó. Dưới sự hiểu tường tận cặn kẽ, Lý Phàm lại nhận ra ý muốn cầu xin hợp tác của huyền hoàng giới. Thế giới sẽ chết, giống những người khác. Rõ ràng đã phát hiện ra ta đang giả ngoa thiên đạo, lại vì một chút sinh cơ có lẽ có, không chỉ không trách cứ ta, thậm chí còn sẵn sàng hợp tác với ta. Đây cũng là điều ta không ngờ đến trước đây. Lý Phàm khịt mũi hừ lạnh, không đồng ý với yêu cầu của huyền hoàng giới. Cũng không từ chối thẳng thừng, hắn đẩy nhanh tốc độ giết thiên địa chi tủy. Cùng với vô số tương sinh chi biến, dung nhập trong cơ thể. Ngũ hành đại động thiên cũng bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đối lập với màu sắc tươi sáng mà huyền hoàng giới đi về hướng tận thế tạo ra, bên trong ngũ hành đại động thiên lại là cảnh tượng phồn vinh xưa chưa từng có. Giữa chuyển động của ngũ hành, có xu thế dung hợp. Kim mộc thủy hỏa thổ quy về một, từng động thiên vốn vô cùng rõ ràng trong ranh giới đều từ từ biến mất. Một thế giới mới tinh và chan chứa sinh cơ vô hạn đang được hình thành. Và lúc này đây, Lý Phàm sắp thành công thăng tiến cảnh giới hóa thần lại bằng một cách khó hiểu mà cảm nhận được một tia nguy hiểm. Một chùm ánh sáng, từ bên ngoài hư không, đến trong khoảnh khắc. Không. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng của huyền hoàng giới hiện giờ, gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, chỉ trong phút chốc, đã vượt qua khoảng cách không gian dài rằng rặc, khóa Lý Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt cả hai đều có phần ngạc nhiên. Điều Lý Phàm kinh ngạc là, hắn vốn cho rằng người sẽ trở về là truyền pháp. Nhưng không hề nghĩ đến, bóng dáng xuất hiện ở kiếp này. Là Thiên Y. Và điều khiến Thiên Y ngạc nhiên đó là, Lý Phàm, truyền nhân cuối cùng của thiên pháp giới trên danh nghĩa, không rõ vì nguyên cớ gì mà hắn lại có mặt tại nơi này. Hơn nữa, hắn còn đang rút thiên địa chi tủy của huyền hoàng giới mà chẳng hề nương tay. Quay trở lại, Hoàn Chân, nhanh. Trong lòng Lý Phàm thầm than, Hoàn Chân. Không hề chần chừ, Lý Phàm ngay lập tức mặc niệm trong lòng. Chịu ảnh hưởng của tiên lực tiên khư, trong cảm ứng của Lý Phàm, trói buộc của chân tiên chi võng với bản thân đã nới lỏng. Thiên Y cũng đã phát giác bản thân, vì thế không tham lam thêm nữa, hắn trực tiếp khởi động Hoàn Chân. Khung cảnh xung quanh chợt trở nên trống rỗng. Lúc này đây, Lý Phàm rõ ràng nhìn thấy nỗi khiếp sợ trên gương mặt Thiên Y, cùng với hào quang chợt bùng phát trong ánh mắt vẩn đục của hắn. Hắn như thế là phát hiện ra điều gì đó sao? Trái tim Lý Phàm thít lại. Nhưng khung cảnh xung quanh đã trở nên gần như tĩnh tại. Dù là Thiên Y mạnh mẽ, động tác của hắn cũng cực kỳ chậm rãi trong mắt Lý Phàm. Sương mù màu đen nồng đậm, bao bọc hết thảy cảnh tượng. Mọi sự vật thuộc thế gian sẽ thật hóa thành giả, thực hóa thành hư. Đúng thời điểm này, trong hàng ngàn vạn điểm đen đó của huyền hoàng giới, một ánh hào quang chợt nở rộ. Tiên lực tiên khư có khả năng xé nát huyền hoàng giới một cách đơn giản, vậy mà lại bị cứng rắn áp chế ngay giờ phút này. Trong toàn bộ những hình ảnh bất động, chỉ duy có vầng sáng này ít bị ảnh hưởng nhất. Kể cả trong cái nhìn của Lý Phàm, nó vẫn là động tác chậm y như cũ, nhưng vẫn lao về phía Lý Phàm bằng một loại tốc độ cực nhanh. Vô diện chân tiên. Trái tim Lý Phàm lập tức như thể bị một bàn tay siết thật mạnh. Sự đe dọa của Thiên Y thoáng cái đã bị hắn quẳng ra sau đầu. Trung quy vẫn phát hiện ra ta. Thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần. Một tấm lưới khổng lồ màu máu trải rộng bên cạnh Lý Phàm. Tầng tầng lớp lớp, dày đặc chi chít. Nghiễm nhiên là vô vàn gương mặt loài người hung ác. Tấm lưới màu đỏ mở rộng từ Lý Phàm, điên cuồng bành trướng ra xung quanh. Hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ sinh linh trong lưới đồng thời phát ra những âm thanh kêu rên trước lúc chết. Hào quang rực rỡ kia kiên định tiến về phía Lý Phàm, không đếm xỉa đến tấm lưới khổng lồ màu đỏ. Lý Phàm chưa bao giờ cảm thấy rằng thời gian phát động Hoàn Chân lại chậm đến không tưởng như vậy.
thấy rằng ánh sáng màu trắng chói lòa đó sắp lao đến trước mặt mình. Cơ thể hắn không khỏi cứng còng và lạnh lẽo, ngay cả tư duy cũng đóng băng. Cũng may, cuối cùng tấm lưới màu đỏ to lớn đã có tác dụng ngăn cản nhất thời nào đó. Ngay trước khoảnh khắc ánh hào quang chói lòa khóa Lý Phàm đã thành công khởi động hoàn chân, mọi cảnh tượng trở nên mờ ảo. Chỉ có ánh sáng màu trắng rực rỡ vẫn còn lóa mắt như trước. Nam định neo thứ nhất, đỉnh núi Giải Ly. Lý Phàm tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển từng ngụm. Đó là cái uy của chân tiên ư? Ý niệm của ngàn vạn sinh linh cũng yếu ớt và bất lực trước mặt nó. Lý Phàm đang suy nghĩ như vậy, chợt cảm thấy cơ thể mình dường như hơi khác thường. Lúc này đây hắn không nhìn mọi thứ bằng ánh mắt, bởi vì Lý Phàm đưa tay lên chạm vào gương mặt mình, cơ thể thoáng chốc khẽ run, khuôn mặt của hắn đã biến mất. Chương 1122, tiên lực hóa hư vô. Kết thúc lần mô phỏng này, ngươi có thể chọn một trong các tùy chọn sau để tiến hành giữ lại. 1. Một vật phẩm bản thân nắm giữ trong lần mô phỏng này. 2. Cảnh giới tu hành của bản thân trong lần mô phỏng này. 3. Ký ức mô phỏng của một nhân viên có quan hệ mật thiết với bản thân trong lần mô phỏng này. Ký ức này có thể cho phép nhân viên kế thừa. 4. Bỏ các lựa chọn trên, tăng tiến độ xung năng. Thông báo của Hoàn Chân hiện lên trước mắt Lý Phàm, nhưng lúc này hắn lại không có tâm tình đưa ra chọn lựa, mà hắn cảm thụ dị biến xảy ra trên người mình. Tựa như tiếp xúc với tiên lực tiên khư trước đó, ngay cả sau khi Hoàn Chân thì hắn cũng vẫn cảm nhận được cơn đói khủng khiếp như trước. Lần này, Lý Phàm chật vật Hoàn Chân dưới sự soi chiếu của tiên lực chói lòa từ vô diện chân tiên, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ăn mòn của sức mạnh chân tiên qua một lần hoàn chân. Tác dụng phụ mà tiên nhân tiên khư mang đến là cảm giác đói khát muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ bên cạnh bản thân. Mà vô diện chân tiên, Lý Phàm cẩn thận lần mò trên gương mặt mình. Giống như bị phủ lên một lớp da, che phủ tất cả các khí quan trên gương mặt. Chỉ còn lại xúc giác, tuy có cảm giác phụ trợ thần thức, không ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt bình thường, nhưng vẫn khiến Lý Phàm cảm thấy ớn lạnh trong lòng như trước. Không chỉ khuôn mặt biến mất, mà Lý Phàm nhìn cơ thể của bản thân thông qua thần thức. Vậy mà thường tỏa ra một luồng cảm giác trong suốt như ẩn như hiện, giống như u hồn. Tồn tại của ta cũng đang dần biến mất. Vừa mới trở lại định neo một năm, Hoàn Chân vẫn đang trong quá trình nạp năng lượng. Nếu lúc này hắn chết, vậy tức là thực sự chết, không còn cơ hội làm lại. Trước tình cảnh tuyệt vọng như vậy, Lý Phàm không hề ruột gan rối bời. Hắn suy tư nhanh chóng một cách vô cùng tỉnh táo. Qua kinh nghiệm hoàn toàn xóa nhòa ảnh hưởng mà tiên lực tiên khư mang đến trong vài lần hoàn chân trước đó đã khiến Lý Phàm hiểu rõ. Ảnh hưởng vô diện chân tiên gây ra trên cơ thể mình lần này cũng có thể hóa giải qua nhiều lần hoàn chân. Điều này không phải cũng cho thấy khi đối mặt với chân tiên, năng lực của Hoàn Chân đã từng bước như trứng chọi đá. Và bản thân Lý Phàm quá yếu. Nhưng bây giờ có một số vấn đề quan trọng đặt ra trước mắt Lý Phàm. Thứ nhất, Hoàn Chân cần phải nạp năng lượng. Và trước đó, nếu không làm gì đó, e rằng ta không thể gắng gượng lâu đến vậy. Thứ hai, dưới ánh hưởng của tiên lực lộng lẫy từ vô diện chân tiên, ta biến thành như vậy. So với kiếp trước, khi là sứ giả chân tiên, giờ đây ảnh hưởng của thần đối với ta sâu sắc hơn. Nói cách khác, ngay khi đời này bắt đầu, ta đã rơi vào chân tiên chi võng. Căn cứ vào những thứ đã trải qua vào đoạn cuối của đời trước, dù ta khơi gợi ngàn vạn tương sinh biến của huyền hoàng cũng chưa chắc đã thu hút sự chú ý của vô diện chân tiên. Nhưng một khi ta khởi động hoàn chân, thì ắt sẽ thu hút thần đến. Lý Phàm bước ra khỏi căn nhà gỗ trên đỉnh núi, bước vào vân hải rộng lớn bên ngoài. Nhìn mặt trời đỏ đang mọc ở chân trời, dưới ánh mặt trời nhưng Lý Phàm lại không cảm nhận được chút nóng ấm nào. Trái lại, một cảm giác lạnh lẽo không thể kiểm soát xuất hiện trong trái tim hắn. Lý Phàm tĩnh tọa bên vách núi, nghiêm túc suy ngẫm, đồng thời lại như đang chờ đợi điều gì. Cho đến khi mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, chừng non nửa ngày đã trôi đi, núi Giải Ly của Đại Huyền vẫn trời yên biển lặng như trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Lý Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tránh được một kiếp ùa vào tâm trí. Vô diện chân tiên không đến, đứng dậy, khẽ phủi bụi bặm trên cơ thể. Cảm nhận cơ thể ngày càng hư vô hơn, Lý Phàm nhìn thông báo của Hoàn Chân vẫn đang liên tục lập lòe trên màn sáng trước mắt. Vẫn không đưa ra lựa chọn gì như cũ,
mà tạm thời bỏ qua. Trở lại căn nhà gỗ trên đỉnh núi, hắn nằm trên giường, trầm ngâm nói. Bản chất của Hoàn Chân là gì? Thật là giả, khi giả cũng là thật. Đối với ta, con côn trùng đột nhiên xuất hiện trong Chân Tiên Chi Võng mà không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Vô Diện Chân Tiên lại chọn thờ ơ, hoặc giải thích, thần cũng không thể nhận thấy tình hình cụ thể trong tiểu thế giới của Huyền Hoàng giới. Hoặc, trước đó, thế giới không hề tồn tại. Khoảnh khắc ta trở về, thời gian bắt đầu chuyển động, mọi thứ mới chính thức có ý nghĩa. Theo quan điểm của ta, là vì nhân quả của kiếp trước chợt xuất hiện trong Chân Tiên Chi Võng. Nhưng đối với Vô Diện Chân Tiên kia, ta vốn đã tồn tại trên Chân Tiên Chi Võng. Vậy nên cũng không có gì khác thường, đó cũng là nguyên nhân thần không buông sống. Vô số suy nghĩ cuộn trào trong đầu Lý Phàm. Nếu như thời gian chảy ngược, vậy thì Vô Diện Chân Tiên trên tiết điểm thời gian này hiện tại chắc hẳn có thể nhạy bén cảm nhận được thay đổi xảy ra trên cơ thể bản thân. Đối với Chân Tiên, biết rõ chuyện gì đó sẽ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân họ, thần nhất định sẽ không tha cho biến số. Này, thuận theo dòng mạch, tìm đến tận cửa, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Lý Phàm lặp đi lặp lại trong lòng dòng chữ luôn luôn xuất hiện cùng với Hoàn Chân. Thật là giả, khi giả cũng là thật, hóa ảo thành thực, tổ chức lại vạn vật. Có thần vật bên người như vậy, lại rơi vào tình cảnh chật vật như hiện tại, quả thực có phần không thể nào nói nổi. Lý Phàm lắc đầu, tự giễu nói, suy cho cùng, hắn vẫn còn đánh giá khá thấp sức mạnh của Chân Tiên. Không ngờ được rằng, dù đã phát động Hoàn Chân, tiên lực rực rỡ kia vẫn có thể ngược dòng tìm đến. Hơn nữa, dường như càng là tồn tại mạnh mẽ lại càng nhạy bén với lực lượng của Hoàn Chân. Cái bộc phát bớt chợt kia của Vô Diện Chân Tiên, trấn áp tiên lực tiên khư, hành động vội vàng, rõ ràng biết điều gì đó về Hoàn Chân. Biểu hiện của Hoàn Chân gắn bó chặt chẽ với thực lực của ta. Trước khi vẫn chưa thăng tiến đến cảnh giới trường sinh, ta vẫn không nên đụng chạm đến các thần. Lý Phàm thầm nghĩ như vậy. Về Chân Tiên, sau khi Hoàn Chân làm tổng kết suy đoán theo giai đoạn, Lý Phàm cuối cùng mới bắt đầu ngẫm nghĩ làm sao để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan mà hắn gặp phải lúc này. Hiện tại vị trí của ta ở điểm neo thứ ba, Hoàn Chân là kỳ vật trúc cơ, tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Nếu như lựa chọn kế thừa tu vi ở kiếp trước, thế thì sẽ hoàn thành thuế biến từ trúc cơ kỳ đến hóa thần kỳ trong nháy mắt. Nhưng lúc này ta đang ở trong Chân Tiên Chi Võng. Trước mắt chưa thu hút sự chú ý của Vô Diện Chân Tiên là vì thực lực của bản thân ta không đáng kể. Nhưng nếu con kiến trúc cơ trong nháy mắt đã biến thành con kiến hóa thần, thì rất có khả năng thu hút ánh mắt thần. Do đó, phương pháp giải quyết nguy cơ của đời này cũng rất rõ ràng. Ẩn náu trong u giới, trong khoảnh khắc lựa chọn kế thừa tu vi kiếp trước thì một lần nữa phát động Hoàn Chân. Ngăn chặn sự tái xâm nhập của Vô Diện Chân Tiên, đồng thời sử dụng Hoàn Chân tẩy đi ấn ký trên người ta. Lặp đi lặp lại. Nhưng trước đó, Lý Phàm đưa tay ra, muốn cầm lấy một tách trà đặt trong căn nhà gỗ lên. Lúc đầu không có vấn đề gì, nhưng khi cơ thể hắn biến thành hơi trong suốt, tách trà ấy vậy mà trượt từ trong tay hắn xuống, rơi thẳng trên mặt đất. Lực lượng này của Vô Diện Chân Tiên, tính hiện hữu bị tước đoạt. Điều đầu tiên Lý Phàm cần giải quyết chính là tìm được phương pháp củng cố sự tồn tại của bản thân trước khi Hoàn Chân nạp năng lượng xong. Nếu không, mọi thứ sẽ kết thúc. Và đánh giá tình trạng thân thể lúc này, Lý Phàm không còn nhiều thời gian nữa. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1123, Thiên Đế Khí làm mỏ neo. Cũng may Lý Phàm chẳng còn là thái sư người phàm mới bước vào tu tiên giới trước kia nữa. Luân hồi nhiều lần, hắn đã nắm được quá nhiều cơ mật của tu tiên giới. Từng khung cảnh của năm đó lướt nhanh trong tâm trí, chẳng bao lâu hắn đã tìm được phương pháp ứng đối khả thi. Nhằm cố gắng giảm bớt khả năng phát giác của Vô Diện Chân Tiên, cảnh giới thực lực của ta tốt nhất không nên có sự thay đổi đáng kể trên diện rộng. Nhưng lại đòi hỏi việc gia tăng sức mạnh của bản thân hết sức có thể, cũng tức là tồn tại trên thế gian. Thiên Đế Khí Điển, một môn bí tịch không thuộc về Huyền Hoàng giới thoáng chốc xuất hiện trong thức hải Lý Phàm. Đây là một môn kỳ công có 102 mà tiền bối phiến đá đã câu ra được khi đang thả câu tại hồ câu cá. Tiền bối phiến đá chẳng có hứng thú với thứ này, khi đó thuận tay ném nó cho Lý Phàm. Giờ phút này, nó đã trở thành cây cỏ cứu mạng thích hợp nhất của Lý Phàm. Thiên Đế Khí Điển thành tựu đế tôn trên đời, ngưng tụ chúng sinh,
số mệnh vương triều. Không cần tu luyện đã có thể trở thành cường giả có thể sánh ngang với cảnh giới trường sinh. Tuy rằng muốn trở thành cường giả trường sinh phải trải qua hàng trăm năm và hàng chục thế hệ tiền phó hậu kế cùng nhau nỗ lực, nhưng Lý Phàm không mong muốn đạt đến cảnh giới cao nhất của thiên đế khí điển. Hắn chỉ cần ngưng tụ số mệnh chúng sinh, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó thời điểm khó khăn này. Việc không nên chậm trễ, tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng đủ để bình định thiên hạ. Lý Phàm đứng trên đỉnh núi Giải Ly, nhìn Huyền Kinh Thành, bóng dáng tung bay, phi độn rất nhanh. 3 ngày sau, một thông tin không chân mà chạy, truyền khắp thiên hạ. Hoàng đế Đại Huyền ngu xuẩn vô đức, khiến kẻ oán người trách. May có thiên mệnh thiên hoàng hàng thế, trảm hôn quân, chém nịnh thần, mở lại thịnh thế, tái tạo càn khôn. Nói diệu kỳ vô cùng, nhưng quan dân các nơi của Đại Huyền nhìn qua đã biết, đó là triều đại đã thay đổi. Tuy đó thực sự là chuyện long trời lở đất, nhưng qua vài ngày hỗn loạn, mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại. Dẫu sao từ xưa đến giờ hoàng quyền không hạ hương, dù cho bên trên có thay đổi ra sao, nhóm người chân chính kiểm soát thiên hạ vẫn là đám người đó. Dân chúng Đại Huyền thoạt đầu nghĩ vậy. Tuy nhiên, không lâu sau, điểm khác thường của thiên mệnh thiên hoàng này dần dần bộc lộ rõ ràng. Trong vòng một đêm, từng đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên ở các nơi trên khắp Đại Huyền. Không ai hay những kiến trúc cao hơn trăm trượng này rốt cuộc sinh ra như thế nào, nhưng sự tồn tại của thánh hoàng tọa này đã thay đổi hoàn toàn sinh thái quan vị của đế quốc Đại Huyền. Vì những thánh hoàng tọa này có thể chiếu hình ảnh của thiên mệnh thiên hoàng lên bầu trời. Mỗi một dân chúng, dù sinh hoạt tại trong núi sâu xa xôi, bọn họ cũng có thể lắng nghe lời dạy bảo của thánh hoàng thông qua những thánh hoàng tọa nằm rải rác khắp đế quốc này. Điều càng khiến quan viên các nơi hoảng sợ đó là những thánh hoàng tọa này còn có chức năng kết nối với kinh thành. Một nơi thuộc Thanh Châu trước đây từng xảy ra nạn hạn hán, tháng 3 không một hạt nước mưa, người chết đói khắp nơi. Song, không lâu sau khi thánh hoàng tọa được xây dựng, đã có một đội ngự lâm quân đi ra từ bên trong đến cứu trợ thiên tai với lượng lớn lương thực. Cùng với việc cứu lấy vô số dân chúng, chuyện này cũng ngay lập tức truyền khắp thiên hạ thông qua thánh hoàng tọa. Hơn nữa, sau đó sứ giả thánh hoàng lần lượt đi ra từ trong thánh hoàng tọa, triệu kiến quan viên các nơi. Cũng xác nhận tính xác thực của việc cứu trợ thiên tai. Và sự tích thiên mệnh thiên hoàng là tiên nhân chuyển thế, từng phô bày đủ loại thần thông trên triều đình cũng truyền đến độ người người hay biết một trong thời gian ngắn. Bách tính các nơi đều có thể cầu nguyện với thiên mệnh thiên hoàng vĩ đại thông qua thánh hoàng tọa. Hễ quan viên thuộc địa có người hồ đồ, có người tham nhũng, trải qua kiểm tra sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Đây là lời dạy bảo mà sứ giả Thánh Hoàng đã dạy cho dân chúng Đại Huyền. Đừng tưởng rằng đơn giản là chết thế thôi. Thủ đoạn của thiên mệnh thiên hoàng không phải là những gì các ngươi có thể mường tượng được. Hơn 100 con heo mập bị trói trước cửa chợ bán thức ăn ở Huyền Kinh Thành kia là quan viên hiếp đáp dân chúng trước đây. Bây giờ còn đang mỗi ngày viết thư sám hối trên mặt đất bằng móng heo kia kìa. Lần này ta tới là để dẫn các ngươi đi chiêm ngưỡng. Đây là lời cảnh báo của sứ giả Thánh Hoàng đối với quan viên khắp các nơi tại Đại Huyền. Và sau khi tập thể quan liêu Đại Huyền đi đến cửa chợ bán thức ăn ở Kinh Sư một chuyến, gương mặt của tất cả đều chuyển sang nhợt nhạt vô cùng. Đợi đến khi trở lại thuộc địa của từng người, bọn họ rối rít thay đổi, ngay thẳng và nghiêm minh trong một thời gian ngắn. Huyền Kinh Thành, Lý Phàm lơ lửng phía trên Kinh Thành, nhìn thấy số mệnh vương triều dần chuyển từ màu đen sang màu xanh, hắn khẽ gật đầu. Thực hiện mạnh mẽ trung ương tập quyền nhờ vào thánh hoàng tọa, vương triều Đại Huyền đã hoàn thành thuế biến trong khoảng thời gian ngắn. Tiếp theo, từng bước ngưng tụ lòng dân, khí vận thăng hoa, Lý Phàm quan sát cơ thể của mình. Hơn 100 triệu sinh linh của Đại Huyền, giờ đây tất cả đều gắn liền với hắn. Tương đương với một mỏ neo trọng lượng đầy đủ, cố định sự hiện hữu của hắn. Cơ thể không trong suốt lơ lửng giống như u hồn nữa. Chỉ có điều thỉnh thoảng cái loại trạng thái trống rỗng này vẫn có thể tái hiện như trước. Dễ nhận thấy là vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Vấn đề không lớn. Chỉ cần Đại Huyền không có vấn đề gì và càng ngày càng cường thịnh, thêm 3 năm nữa có lẽ sẽ hoàn toàn xóa được tác dụng phụ của hư vô. Nhưng đó cũng chỉ giải quyết vấn đề tác dụng phụ, muốn thực sự thoát ra khỏi chân tiên chi võng, hắn vẫn cần phải tiến về u giới để hoàn chân. Lý Phàm nhẹ nhàng tung một quyền về phía trước. Không hề điều động linh lực trúc cơ kỳ của bản thân, chỉ dựa vào số mệnh vương triều mà thiên đế khí điển ngưng tụ được. Tiếng xe gió vang lên, đám mây trắng phía xa bị bổ ra từ chính giữa. Thậm chí còn có một huyễn tượng thanh long mờ ảo xuất hiện trong không trung,
ngửa đầu thét gào. Bạch, Thanh, Xích, Tử, Kim, năm đại cảnh giới của Thiên Đế khí điển, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, ta đã luyện đến tầng thứ hai. Giờ đây tương đương với tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường. Việc tu hành nhanh như vậy, nguyên nhân đầu tiên là vì nội tình của Đại Huyền vốn khá tốt, có thể nói một cách gượng ép là trong thời kỳ thịnh vượng của phong kiến. Thứ hai, Lý Phàm nhìn xuống thánh hoàng tọa cao Chót Vót bên dưới. Thủ đoạn tiên gia hoàn toàn là đả kích giảm chiều đối với một vương triều người phàm. Nghiêm khắc trừng trị một đám tham quan, giải quyết tình hình tai nạn ở các nơi. Sau đó lại tuyên cáo khắp thiên hạ thông qua thánh hoàng tọa, lòng dân gần như ngưng tụ ngay lập tức. Nếu là đế vương người phàm phong kiến bình thường, nếu muốn làm được đến trình độ như của ta, ít nhất cũng mất thời gian 10 năm. Hơn nữa còn phải đối diện với sự phản công của quan viên và thế lực địa phương. Ta không cần phải lo lắng về điều này nữa. Lý Phàm nghĩ như thế, hắn chậm rãi đáp xuống cung điện từ đám mây. Bái kiến Thánh Hoàng, bái kiến Lão Sư, hộ vệ trong sân viện lập tức quỳ xuống. Miễn lễ, Lý Phàm vung tay, nâng tất cả bọn họ đứng lên. Trên gương mặt những người thanh niên này chợt trở nên đỏ thẫm vì kích động. Bọn họ đều là những người Lý Phàm đích thân lựa chọn từ mọi nẻo trên khắp Đại Huyền, ngoài đảm nhiệm việc hộ vệ Hoàng Cung ra, nhiệm vụ chủ yếu hơn là trừng trị quan liêu các nơi, chấn nhiếp đám trộm cướp. Duy trì số mệnh hưng thịnh của Vương Triều Đại Huyền, thịnh vượng không suy. Và trong số đó, người gọi Lý Phàm là Lão Sư chính là hai thiếu niên tài năng thiên bẩm dưới núi Giải Ly, tên là Tôn Nhị Lang và Vương Huyền Bá. Bọn họ đảm nhận sứ mạng quan trọng hơn. Nhị Lang, tọa tiên quyết ta truyền cho ngươi ra sao rồi? Sau khi cho đám đông lui ra, Lý Phàm nhìn Tôn Nhị Lang, trầm giọng hỏi. Chương 1124, ý nghĩa của điểm neo. Trên trường bào màu đen thêu chín con rồng vàng quấn vào nhau. Chuỗi ngọc trên mũ miệng rũ xuống che khuất khuôn mặt khiến người ta không thấy rõ diện mạo. Không hổ là thiên mệnh thánh hoàng, người phàm khó có thể thấy được long nhan. Tôn Nhị Lang cảm nhận được tầm mắt của Lý Phàm, thân thể hơi run, cúi đầu theo bản năng, đồng thời khàn giọng nói, thưa sư phụ, đệ tử vô năng. Hôm qua mới đột phá tới luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Dựa vào một chút linh khí trong hoàng cung, ngươi có thể hoàn thành dẫn khí nhập thể trong thời gian ngắn cũng coi như không dễ dàng. Lý Phàm không trách cứ, ngược lại gật đầu an ủi. Tôn Nhị Lang nghe vậy lại càng lộ vẻ mặt áy náy, nếu không phải có Huyền Hoàng Tiên Tâm chú sư phụ truyền thụ. Có lẽ giờ phút này ta vẫn còn phải chịu ảnh hưởng của chướng khí trong cơ thể, khó lên được con đường thành tiên. Tôn Nhị Lang dứt lời lại khấu đầu mấy cái vô cùng cảm kích. Lý Phàm cũng không ngăn cản. Đợi Tôn Nhị Lang đứng dậy một lần nữa, hắn lại hỏi một cách thản nhiên, toàn bộ cấm quân học tập tiên tâm chú tổng thể tiến triển như thế nào. Mãi đến hôm qua, tổng cộng có 160 tướng sĩ thành công nhập môn, thoát khỏi thân thể người phàm. Còn lại người không thể thông qua khảo nghiệm đã xử lý sạch sẽ. Trong mắt Tôn Nhị Lang hiện lên một tia không đành lòng, chỉ là nhanh chóng che giấu đi. Tương lai các ngươi chính là lực lượng chính giúp trẫm chinh phạt vạn giới, cần ngày đêm nỗ lực tu hành và không thể lười biếng. Còn về vấn đề linh khí ngươi không cần lo lắng. Sau 3 ngày, ngươi tự ngồi tiên thuyền này và đi đến Khư Uyên phương Đông. Lý Phàm tiện tay chỉ một cái, một chiếc thuyền gỗ cỡ 10 trượng xuất hiện ở trước mặt Tôn Nhị Lang. Quanh thân thuyền gỗ khắc đầy nét vẽ màu bạc phát ra hơi thở huyền ảo. Quả thật là tiên gia chí bảo. Bảo bối như này, sư tôn lại có thể yên tâm giao cho ta. Trong lòng Tôn Nhị Lang chấn động, vội vàng gật đầu đáp ứng. Mà chiếc tiên thuyền kia cũng bay vào trong ngực của hắn. Cảm giác như đưa tay giật dây lập tức hiện lên trong lòng Tôn Nhị Lang. Đi xuống đi. Trong khi hắn trải nghiệm lấy sự huyền diệu của thuyền tiên, đúng lúc giọng nói của Lý Phàm vang lên. Tôn Nhị Lang cúi đầu hành lễ xin cáo lui. Cả hậu hoa viên của Hoàng Cung cũng chỉ còn lại có một mình Lý Phàm. Dưới mũ chuỗi ngọc, khuôn mặt vô diện trong bóng dâm nhìn qua có chút kỳ dị và âm trầm. Ha ha, nếu không phải thế giới này đã định trước sẽ không thể kéo dài quá lâu nên dứt khoát thử thụ pháp cho người khác xem sao. Có khi phải rất lâu sau ta mới phát hiện thì ra Huyền Hoàng Tiên Tâm Chú không bị hạn chế của pháp không thể đồng tu. Là tiên tâm chú không thuộc phạm vi công pháp hay là đãi ngộ thiên đạo Huyền Hoàng để lại cho Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Bất kể như nào, kế hoạch chọn người kế nhiệm Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn thích hợp trong tương lai dễ dàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Suy nghĩ của Lý Phàm chậm rãi chuyển động, lắc mình một cái đi tới trên thánh hoàng tọa của thành Huyền Kinh sừng sững.
linh khí ít ỏi nuôi dưỡng thân thể của Lý Phàm, để cho hắn không bị thụt khỏi cảnh giới trúc cơ hậu kỳ do thiếu hụt linh khí. Lý Phàm luân hồi hơn trăm thế giới, thực lực cao nhất đạt tới cảnh giới hóa thần và có thể sánh vai với tu sĩ hợp đạo. Bây giờ tuy lại lần nữa trở lại cảnh giới trúc cơ, nhưng thế giới trong mắt của hắn có hơi khác với lúc trước. Ví dụ như, tiểu thế giới người phàm như Đại Huyền không phải là không hề có linh khí tồn tại, dù sao còn liên thông với huyền hoàng giới. Chỉ có điều bởi vì cấu tạo đặc biệt của bản thân tiểu thế giới, lại thêm phong tỏa của đại trận tiên tuyệt dẫn đến linh khí cực kỳ mỏng và gần như không tồn tại. Cách thức của tu sĩ bình thường căn bản không thể sử dụng, chỉ có những động vật có tuổi thọ cao, góp nhặt từng ngày, tích góp từng, giọt một mới có thể cướp lấy linh khí có hạn. Ví dụ như con rắn lớn dài mấy trăm trượng trên núi Giải Ly. Toàn bộ linh khí của thế giới đều rút hết ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự tồn tại của một tu sĩ trúc cơ kỳ. Chẳng qua mượn của huyền hoàng giới cũng không sao. Lý Phàm giao thuyền thái diễn cho Tôn Nhị Lang, tăng thêm cho hắn một vài trận pháp. Mục đích chính là tự động bay vào trong huyền hoàng giới, hấp thu linh khí lưu trữ rồi sau đó trở về. Tôn Nhị Lang trong thuyền thái diễn đương nhiên không thể thấy rõ chuyện bên ngoài phi thuyền. Hắn chỉ cần mang phi thuyền tới bên cạnh Khư Uyên là được. Tuy với trình độ trận đạo của Lý Phàm hiện nay, dưới sự che đậy của trận pháp sẽ rất khó bị người khác phát hiện ra hành vi lấy cắp linh khí huyền hoàng giới. Nhưng dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Muốn ăn không nói có tạo ra linh khí, vẫn phải dựa vào đạo nhất trùng. Đạo nhất trùng là dị thú đặc biệt mà Lý Phàm không thể tạo ra. Chỉ là bỏ qua nhắc nhở lựa chọn giữ lại đời trước của Hoàn Chân, Lý Phàm nhìn bảng điều khiển của mình. Họ tên: Lý Phàm. Cảnh giới: trúc cơ hậu kỳ. Tuổi sinh lý: 20/399. Tuổi tâm lý: 1399/9999. Tiến độ nạp năng lượng hóa hư: 3%. Tiến độ nạp năng lượng mức neo: 0%. Số lượng điểm neo hiện tại: 3. Số lượng điểm neo có thể sử dụng hiện tại: 1. Vật phẩm ràng buộc: bản nguyên huyền thiên kính thiếu, thuyền thái diễn, vạn thú ngưng tinh, tinh huyết vạn người, hóa đạo thạch và giải ly điệp cuối cùng. Tuổi sinh lý trở về 399 tuổi thích hợp với cảnh giới trúc cơ, có điều không cần để ý. Trước khi kiếp nạn buông xuống, ta hẳn đã sớm hoàn chân rồi. Tuổi tâm lý hạn mức cao nhất, tuy đã từng đột phá đến hóa thần nhưng không có tăng trưởng tương ứng. Xem ra đã đến ngưỡng thật rồi. Lý Phàm chỉ nhìn lướt qua và lược bớt một ít. Cường điệu tập trung lực chú ý vào số lượng điểm neo và vật phẩm ràng buộc. Ban đầu số lượng điểm neo có thể sử dụng hiện tại là 2, sau khi hấp thu ngũ hành động thiên mới được sinh ra liền biến thành 3. Đến nỗi hiện tại chỉ còn lại có một cái. Đó là bởi vì Lý Phàm dùng lỗ hổng trong điểm neo để hoàn thành việc thay đổi vật phẩm ràng buộc. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương biến thành bản nguyên huyền thiên kính. Chỉ bộ tàn bia biến thành vạn thú ngưng tinh. Vốn dĩ không dễ dàng giành được điểm neo, chỉ có điều trong quá trình hấp thu ngũ hành động thiên mới được sinh ra và tạo ra điểm neo, Lý Phàm nhận thức được bản chất của điểm neo. Kỳ vật thiên địa, kim đan chi pháp cùng với động thiên nguyên anh. Vậy nên Hoàn Chân cần hấp thu những đồ này để làm điểm neo, rất có thể bởi vì Hoàn Chân đang hoàn thiện nhận thức về ngoại vật. Giống như thiên huyền kính hoàn thành sự thăng hoa của mình thông qua đo đạc thiên địa, Hoàn Chân hấp thụ kinh nghiệm một cách đơn giản thông qua cắn nuốt thô bạo. Thế nên hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trước đây của ta. Càng đến gần bản chất thế giới nên tiến độ nạp năng lượng để cung cấp cũng sẽ càng nhiều. Kỳ vật trúc cơ và pháp tắc kim đan quá ít ỏi, căn bản không đáp ứng được nhu cầu của Hoàn Chân. Thế nên số lượng điểm neo hấp thu sinh ra có hạn. Ngược lại động thiên nguyên anh, tương sinh chi biến, thậm chí thiên địa chi phách sẽ cung cấp lượng lớn tiến độ nạp năng lượng. Có đồ vật khổng lồ như huyền hoàng giới làm bổ dưỡng, số lượng điểm neo tạm thời không phải là vấn đề cần đặc biệt lo lắng. Thế nên Lý Phàm trực tiếp sử dụng chức năng thay thế của điểm neo không một chút do dự. Bản nguyên huyền thiên kính là tình cờ thu được từ cơ duyên kiếp trước, mà vạn thú ngưng tinh. Ở kiếp trước, trước khi triển khai kế hoạch diệt thế cuối cùng, Lý Phàm đã từng đi đến các tiểu thế giới tiến hành kiểm kê lần cuối. Vạn thú chuyển luân chính là thu hoạch từ đế quốc cùng với hứa khắc. Suy nghĩ Lý Phàm chậm rãi trôi trở về lúc đó. Vạn tiên minh tập kích, tổng bộ liên hợp hội bị tiêu diệt. Sắc mặt Tiểu Thanh trở nên vô cùng trắng bệch sau khi nghe được những lời Lý Phàm nói. Nếu không phải ta kịp thời chặt đứt liên lạc giữa linh mộc giới với các ngươi, sợ rằng giờ phút này đế quốc đã hóa thành một đống đổ nát rồi.
Lý Phàm khẽ thở dài, đế nữ liếc nhìn Tiểu Hồng, trong lòng đều đầy sợ hãi. Nhưng các ngươi cũng không cần quá lo lắng, tuy linh mộc giới bị hủy nhưng đa số thành viên tổng bộ đều an toàn chạy ra, tạm thời ẩn núp. Đợi đến khi sóng gió đi qua, liên hợp hội có thể ngay lập tức hồi sinh. Lý Phàm lừa gạt mà mặt không đổi sắc. Sau khi đám người đế quốc nghe thấy lời nói dối trần truồng này thì ngược lại trở nên yên tâm hơn. Lý Phàm vừa nghe đám người đế quốc báo cáo về tình hình gần đây, vừa đi vào trong bảo khố đế quốc. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1125, Tuần Thiên Tiễn bản kém. Tất cả thành quả nghiên cứu của đế quốc đều được để lại bản dự phòng ở nơi này. Lý Phàm bước chậm trong bảo khố khổng lồ này, đi thẳng đến vị trí cuối cùng của vạn thú dung lô, mới xoay người lại, lấy một vật ra, nhìn vào hai người. Chỉ là một cái mâm tròn to cỡ lòng bàn tay, uy áp thỉnh thoảng tỏa ra bên trên lại khiến thân thể Tiểu Thanh và Tiểu Hồng chấn động, trong lòng không nhịn được mà nảy ra suy nghĩ muốn quỳ xuống. Đây là... Các nàng cố nén bản năng thân thể, nhìn mâm tròn trong tay Lý Phàm, tỏ vẻ hoảng sợ, vạn thú chuyển luân. Sống chết đều phụ thuộc vào một suy nghĩ của đối phương, loại cảm giác này nhất thời khiến các nàng nhớ đến chí bảo của yêu thú nhất tộc trong lời đồn. Nhưng mà, sau khi các nàng nhìn chằm chằm cái mâm kia một lúc lâu, vẫn phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Là yêu thú, trong trí nhớ huyết mạch của các nàng có chứa đựng ký ức của tổ tiên liên quan đến vạn thú chuyển luân, nhưng rõ ràng nó khác với thứ Lý Phàm đang cầm. Khí tức của vạn thú chuyển luân chân chính càng thêm thăng trầm cổ xưa. Mà thứ trước mắt này thật sự có tác dụng khống chế nhất định đối với các nàng. Nhưng các nàng liều chết phản kháng cũng chưa chắc không thể thoát khỏi. Nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với chuyện sống chết không tự do như trong lời đồn. Hàng nhái à? Hai người Thanh và Hồng đồng thời nảy ra suy nghĩ này, nhìn Lý Phàm, ngạc nhiên nghi ngờ không chắc chắn. Các ngươi đoán không sai. Đây chính hàng nhái được tạo ra bởi các trưởng lão liên hợp hội dựa trên tài liệu nghiên cứu về vạn thú chuyển luân các ngươi cung cấp trước đó. Ngoại trừ có thể kiềm chế vạn thú, còn có công dụng khác, đây cũng là mục đích đến đây lần này của ta. Lý Phàm chợt thở dài một tiếng, linh mộc giới bị hủy, tuy rằng tổn thất nhân viên không nhiều, nhưng chúng vội vàng trốn thoát, cũng không thể kịp mang rất nhiều vật tư chân quý cùng với tư liệu nghiên cứu ra ngoài. Cho nên sau khi rút kinh nghiệm xương máu, trưởng lão quyết định sử dụng phương án sao lưu chu giới, tiến hành phục chế bảo tồn tất cả những thứ có giá trị trong mỗi tiểu thế giới. Lý Phàm còn chưa nói xong, Tiểu Thanh và Tiểu Hồng cũng đã thay đổi sắc mặt. Lại thấy Lý Phàm tiếp tục thản nhiên nói, đây cũng là vì tốt cho các ngươi. Dù sao năng lực phòng vệ của đế quốc các ngươi thật sự quá kém, chỉ cần vạn tiên minh tùy tiện điều động một, hai tu sĩ hợp đạo đã có thể hoàn toàn hủy diệt các ngươi. Để lại một phần hạt giống văn minh ở Liên Hợp Hội, cho dù có bất chắc, cũng có thể nhanh chóng xây dựng lại. Lý Phàm chơi đùa mâm tròn trong tay, nhìn vô số tiêu bản dị thú đóng băng bên trong bảo khố đế quốc. Tài phú lớn nhất của các ngươi thật ra chính là các loại dị thú khác nhau được bồi dưỡng ra trong những năm gần đây. Ta biết các ngươi không chỉ để lại một bản dự phòng, ta chỉ lấy một trong số đó. Dứt lời, hắn cũng không để ý đến phản ứng của Tiểu Thanh và Tiểu Hồng, một tia sáng chiếu ra từ trên đĩa, quét qua số dị thú đóng băng này. Phàm là dị thú bị chiếu vào đều biến mất ngay lập tức. Mà hình như bóng dáng của số dị thú kia mơ hồ xuất hiện trên mâm tròn trong tay Lý Phàm. Trông có vẻ như số dị thú đóng băng này được thu vào bên trong để bảo tồn. Thật ra, bọn chúng đã bị chùm sáng từ mâm tròn trực tiếp phân giải từ lâu rồi. Đồng thời những thông tin như cấu tạo, huyết mạch, tổ chức của số dị thú này đều được đưa vào trong mâm tròn. Yêu thú thiên hạ đều đến từ đế nhất. Mà số dị thú trong đế quốc đều được nuôi dưỡng và bắt nguồn từ những yêu thú trong quá khứ. Cái gọi là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chỉ cần nắm giữ những thông tin này thì chúng ta có thể tạo ra tất cả dị thú từ không trung đó. Cùng với việc thu thập thông tin về dị thú tăng lên, số lượng hư ảnh trên mâm tròn cũng ngày càng nhiều. Không chỉ tỏa ra, hơi thở càng thêm uy nghiêm, mạnh mẽ, mà ngay cả hình tượng của bản thân mâm tròn cũng theo đó xảy ra thay đổi. Càng ngày càng giống với vạn thú chuyển luân chân chính trong trí nhớ của Tiểu Thanh và Tiểu Hồng. Mà trong quá trình thu thập bản sao dự phòng của dị thú, Lý Phàm cũng không nhịn được mà cảm thán sự kỳ diệu của tạo vật. Ngoại trừ một số dị thú được định hướng, cố ý bồi dưỡng ra.
Sự ra đời của hầu hết dị thú trong đế quốc cơ bản đều bắt nguồn từ nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên. Huyết mạch khác nhau đan xen và biến đổi, và các loài mới đột biến thành những tử thể khác nhau. Giống như vô cùng vô tận, khả năng vô hạn. Câu nói của đế nhất thú trong Vẫn Tiên Huyễn Cảnh chợt hiện ra trước mắt Lý Phàm. Khi Lý Phàm đang chuẩn bị tiếp nhận thông tin về dị thú Đông Lạnh như thường lệ, đột nhiên hắn dừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ trên người con dị thú này, Tuần Thiên Tiễn. Tiểu Thanh và Tiểu Hồng thấy động tác của Lý Phàm dừng lại và nơi ánh mắt hắn nhìn đến, nhất thời hiểu ra. Vội vàng giải thích, dị thú này chính là hạch tâm của mũi tên mà Thượng Sứ dặn dò bọn ta nghiên cứu, bọn ta đặt tên cho nó là Liệt Không. Năm đó bọn ta đã từng gặp qua yêu thú tương tự trong Ngự Thú Tông, nhưng sự hung mãnh, nhanh nhẹn của kém xa bây giờ. Hơn nữa, ý thức bản thân khá mạnh, khó có thể khống chế. Tử thể được bồi dưỡng ra hiện nay vẫn còn cách xa mẫu thể Thượng Sứ giao cho bọn ta, cho nên vẫn chưa báo cáo. Lý Phàm tìm kiếm một lúc, thật sự phát hiện được tộc quần tương tự dị thú Liệt Không ở bên cạnh nó. Hạch tâm không đủ, ta có thể dùng trận pháp bù đắp. Tuy không đạt đến sức sát thương của Tuần Thiên Tiễn chân chính trong Vạn Tiên Minh, nhưng có được một nửa cũng rất có ích rồi. Nghĩ như vậy, Lý Phàm hấp thu tất cả thông tin về đám dị thú Liệt Không này vào trong mâm tròn. Suy nghĩ trở lại hiện tại, cái mâm chứa tinh hoa nghiên cứu của đế quốc đương nhiên chính là vạn thú ngưng tinh rồi. Với trình độ luyện chế vũ khí của thiên cơ giới, hơn nữa còn lấy được tài liệu chi tiết cụ thể liên quan đến vạn thú luân chuyển ở chỗ Hứa Khắc, chế tạo ra một món hàng nhái cũng không phải việc khó gì. Việc ngưng tụ các thực thể của dị thú từ trong vạn thú ngưng tinh đòi hỏi một lượng lớn linh lực. Tu vi trúc cơ hậu kỳ của ta không thể chống đỡ được. Nhưng chỉ cần đợi Tôn Nhị Lang điều khiển thuyền Thái Diễn trở về từ huyền hoàng giới là được rồi. Có đạo nhất trùng, lại có thêm Liệt Không, xem như đại huyền có vốn liếng để chinh phạt những tiểu thế giới khác. Đi đến U giới, cần người của U tộc phát động nghi thức đặc biệt. Đừng nhìn đời trước Lý Phàm dễ dàng trấn áp người của U tộc, đó là vì hắn nắm giữ ngũ hành đại động thiên, chiến lực chân chính vẫn cao hơn mấy tên hợp đạo tầm thường. Mà đời này, Lý Phàm đang ở trong chân thiên trì võng, hắn không thể dễ dàng tăng cảnh giới của mình. Chỉ dựa vào đại huyền nhất giới, người của U tộc cũng không dễ đối phó như vậy. Cho nên vẫn phải tăng chiến lực của dân quân đại huyền càng nhiều càng tốt, đồng thời tăng trình độ thiên đế khí điển của bản thân Lý Phàm lên. Lý Phàm đứng sừng sững trên thánh hoàng tọa, bắt đầu suy nghĩ đối tượng chinh phạt thích hợp. Một tháng sau, Tôn Nhị Lang thành công lái thuyền Thái Diễn trở về. Cũng bắt đầu bước đầu tiên trong quá trình thăng hoa đến thế giới linh lực của đại huyền. Sau khi lò lửa thiên địa đầu tiên được chế tạo thành công, linh khí bắt đầu lan rộng trong phạm vi thành huyền kinh. Cấm quân đại huyền là những người đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Một đêm trôi qua, hơn trăm cấm quân trên người có huyền hoàng tiên tâm chú đều thành công đưa khí vào cơ thể, từ đó bước lên con đường tu hành. Mà người nổi bật trong số đó, Tôn Nhị Lang, thậm chí còn mượn uy lực của tọa tiên quyết, lập tức tấn thăng đến luyện khí viên mãn. Chương 1126, Đại Huyền Trinh Vạn Giới. Nếu như không phải lần thứ hai thăng cấp cần đến kỳ vật thiên địa, chỉ sợ Tôn Nhị Lang sẽ trực tiếp nhảy lên đến trúc cơ trung kỳ. Tính tình Tôn Nhị Lang cũng trầm ổn, không hề để lộ sự vui mừng trên khuôn mặt. Hắn chỉ chủ động báo cáo việc này với Lý Phàm. Cấm quân đại huyền, thậm chí ngay cả quân dân của chư giới bị trinh phạt sau này, đều là trợ lực của việc tu hành tọa tiên quyết của ngươi. Trong vòng 5 năm, ta cần ngươi giúp ta chế tạo ra một đội quân am hiểu chinh chiến và chiến đấu tốt. Lý Phàm ngồi lơ lửng trên thánh hoàng tọa nhìn Tôn Nhị Lang quỳ ở phía dưới, thản nhiên nói. Còn chuyện các ngươi cần phải nâng cao cảnh giới, đều không cần lo lắng. Tâm tình Tôn Nhị Lang kích động, cả người nhiệt huyết sôi trào, đồng ý rồi lui ra. Tự đi huấn luyện cấm quân dưới quyền mình, mà Lý Phàm lại lấy thiên huyền tiểu kính ra, dùng thần thức thăm dò bên trong. Thiên huyền tiểu kính này là thu hoạch ngoài ý muốn trong chuyến đi huyền hoàng giới lần này của thuyền Thái Diễn. Trong lúc thuyền Thái Diễn rút linh khí huyền hoàng giới, một tu sĩ kim đan vừa đúng lúc đi ngang qua. Cũng không biết là trùng hợp hay là tên tu sĩ này có thiên phú dị bẩm, vậy mà có thể mơ hồ phát hiện sự khác lạ của thuyền Thái Diễn dưới sự che lấp của trận pháp. Người này còn tưởng rằng mình phát hiện ra bảo bối ẩn giấu gì đó, hưng phấn vây quanh thăm dò một phen. Kết quả lại phát động pháp trận phòng ngự của thuyền Thái Diễn, không may bị thu vào trong thuyền và bị trấn áp.
Lúc này Lý Phàm đang giam giữ hắn trong địa lao Đại Huyền, tạm thời mặc kệ hắn một thời gian. Chỉ tiếc rằng, đây chỉ là thiên huyền tiểu kính bình thường nhất, không có chức năng truyền vật phẩm trực tiếp. Tuy đời này, hắn vẫn chưa gia nhập Vạn Tiên Minh, tuy thiên huyền tiểu kính này cũng không thuộc về hắn. Nhưng Lý Phàm vẫn vào trong thiên huyền kính mà không gặp bất cứ cản trở nào, chính vì sự tồn tại của bản nguyên thiên huyền kính. Trong lúc triển khai kế hoạch diệt thế kiếp trước, Lý Phàm đã thông qua điểm neo trống để đổi thiên cơ Ngọc Hoàn Kim Trương thành bản nguyên thiên huyền kính. Trên mặt bảng hoàn chân, nó đã biến thành bản nguyên huyền thiên kính, bản. Dường như thiên huyền kính không phát hiện ra khối bản nguyên đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa này. Mà kiếp này, thân là chủ nhân chân chính của khối bản nguyên này, khi Lý Phàm lần nữa vào trong thiên huyền kính, cảm giác không giống với kiếp trước. Đời trước, phân thân nhân loại thiên huyền kính tặng cho bản nguyên thiên huyền kính cho hắn. Tuy rằng nó thật sự có đủ loại quyền hạn chuyên thuộc về thiên huyền kính, nhưng nguồn gốc căn bản và quyền hạn của nó vẫn thuộc về bản thân thiên huyền kính. Nếu như thiên huyền kính bằng lòng, nó có thể thu hồi bản nguyên đã tặng bất cứ lúc nào, khiến quyền hạn mất hiệu lực. Nhưng kiếp này, Lý Phàm rong chơi trong vô số tin tức của thiên huyền kính vô số, cảm nhận tự do chân chính. Có quyền hạn hoàn toàn độc lập, thậm chí có thể làm được chuyện mà thiên huyền kính cũng không làm được. Ví dụ như xóa một số dữ liệu giao dịch. Có lẽ do ảnh hưởng của sự luyện hóa trước đây của Huyền Thiên Vương, thiên huyền kính không thể nào làm ra những chuyện giả mạo, lừa dối. Để duy trì hoạt động ổn định của tiên minh, tất cả số liệu trong thiên huyền kính đều không thể bị xóa bỏ, có dấu vết có thể điều tra ra được. Đời trước Mặc Nho Bân suy diễn tung tích của Huyền Thiên Vương thông qua thiên huyền kính, cuối cùng cũng bị Vạn Tiên Minh đào móc ra. Chuyện này cũng không phải thiên huyền kính phản bội, mà là do bản chất của nó. Nhưng bây giờ, với sự trợ giúp của sức mạnh bản nguyên mới xuất hiện, Lý Phàm lại có thể làm được điều đó. Lý Phàm xóa bỏ thông tin của chủ nhân bản nguyên thiên huyền kính, sau đó hắn lại đăng ký một thân phận trống rỗng hoàn toàn mới cho bản thân. Bằng cách bán tin tức mấu chốt, hắn đã kiếm được hơn vạn điểm cống hiến trong thời gian ngắn. Sau đó dùng số tiền này làm vốn, giao dịch rất nhiều lần. Trong vòng nửa tháng, độ cống hiến trên tài khoản của Lý Phàm đã tăng lên đến mấy chục vạn. Hắn mua rất nhiều vật tư cần thiết, sau đó quyết định địa điểm giao dịch ở vùng biển gần lối ra của Đại Huyền. Lý Phàm điều khiển thuyền Thái Diễn, thu hồi vật phẩm. Tuy nhìn có vẻ rắc rối, nhưng Lý Phàm lại có thể vận hành nó một cách dễ dàng và tự do. Mua đủ vật tư cần thiết để cấm quân Đại Huyền thăng cấp. Đã không còn xiềng xích của kỳ vật thiên địa, cấm quân Đại Huyền nghênh đón lần tăng vọt thực lực đầu tiên. Tu sĩ trúc cơ kỳ liên tiếp xuất hiện, mà Tôn Nhị Lang là thủ lĩnh của mọi người, cũng trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tăng đến trúc cơ viên mãn. Thậm chí so với Lý Phàm bây giờ, thật ra hắn còn mạnh hơn một chút. Nhưng mà có quốc vận Đại Huyền tăng cường, cho dù hắn thật sự muốn chống lại Lý Phàm, hắn cũng không phải là kẻ địch của Lý Phàm. Cảnh giới Tôn Nhị Lang tăng lên quá nhanh, Lý Phàm ra lệnh cho hắn tạm thời áp chế thực lực. Đồng thời truyền thụ pháp kiếp thân của Thái Thượng Tông cho hắn, lưu trữ tất cả những phản hồi tu vi dư thừa. Định neo 3 năm, cấm quân Đại Huyền đã có 56 người tu sĩ trúc cơ, 842 người luyện khí. Ngày hôm nay, Lý Phàm giảng đạo ở Huyền Kinh Thành. Hình ảnh này truyền khắp thiên hạ thông qua Thánh Hoàng Tọa. Cùng với nhất ngôn nhất ngữ giống như ẩn chứa vô cùng đại đạo của Lý Phàm, có đủ loại dị tượng xuất hiện trên bầu trời thiên huyền. Thiên hoa loạn trụy, kèm theo vô số con rồng vàng đang bay múa. Từng lò lửa thiên địa bị Lý Phàm dùng trận pháp để phong cấm lúc trước, bắt đầu phát linh khí chế tạo được trong vòng 3 năm ra xung quanh. Cho dù là người phàm, lúc này cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu đang diễn ra giữa thiên địa. Càng không cần phải nói đến những tu sĩ huyền kinh này. Trong 56 tu sĩ trúc cơ, có 3 người trực tiếp cảm nhận được tấn thăng kim đan. Đương nhiên Tôn Nhị Lang cũng ở trong số đó. Nhưng mà, chỉ là tăng cảnh giới đơn thuần mà thôi. Nếu bàn về chiến lược thực tế, thật ra còn lâu mới bằng tu sĩ Vạn Tiên Minh bình thường, nhưng đối với Lý Phàm cũng đã đủ rồi. Lý Phàm cũng không trông cậy bọn họ tự mình giết địch, chỉ cần đóng vai trò là những cỗ máy nạp đầy linh lực để vận chuyển trận pháp là được. Lý Phàm truyền thụ trận pháp cho Tôn Nhị Lang, mệnh lệnh cấm quân Đại Huyền ngày đêm luyện tập, cần phải phối hợp chặt chẽ. Thực lực của Đại Huyền tăng lên đáng kể. Định neo 5 năm, sau khi Đại Huyền tích lũy sức mạnh một thời gian dài, cuối cùng cũng bắt đầu trận chiến chinh phạt đầu tiên. Mục tiêu chính là linh mộc giới mà Lý Phàm vô cùng quen thuộc.
Bởi vì không có tu sĩ hợp đạo, cho nên không thể trực tiếp chuyển đổi lối vào của linh mộc giới để kết nối với đại huyền. Cho nên con đường chinh phạt lần này lợi dụng đạo huyền hoàng, sau đó đánh vào linh mộc giới. Để tránh bị vạn tiên minh phát hiện, đội ngũ xuất chinh vỏn vẹn chỉ có 50 tu sĩ do Tôn Nhị Lang đứng đầu. Bọn họ ngồi thuyền thái diễn, lặng lẽ đi đến linh mộc giới. Khi nhìn thấy cây đại thụ đỉnh thiên lập địa giữa thiên địa kia, toàn bộ cấm quân đại huyền đều không nhịn được mà có chút thất thần. Nhưng mà sự huấn luyện tàn khốc quanh năm chẳng mấy chốc đã khiến cho bọn họ tập trung tinh thần. Bọn họ hoàn thành bố trí trận pháp trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh gầm thét lao về phía linh mộc. Đúng là Tuần Thiên Tiễn. Sự tấn công từ trên không của Tuần Thiên Tiễn đương nhiên khiến thụ nhân nhất tộc phẫn nộ. Họ muốn ngăn chặn nó. Nhưng cho dù là trưởng lão thụ nhân có thực lực nguyên anh, cũng chỉ là giấy vụn yếu ớt trước mặt Tuần Thiên Tiễn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thụ nhân dùng sinh mạng để chất đống, cũng không thể nào ngăn cản Tuần Thiên Tiễn cuối cùng vẫn rơi vào trong linh mộc. Bùm! Một cái lỗ lớn khủng khiếp, bị xuyên thủng ở giữa linh mộc. Mơ hồ có thể nhìn thấy linh mộc chi tâm không ngừng nhảy lên bên trong. Tôn Nhị Lang mặc chiến giáp hắc kim, phi thân tiến lên. Trước mặt hắn, có đến 90 mũi Tuần Thiên Tiễn vây quanh, thần phục hoặc là chết. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1127, Tạo hóa hồng lô biến. 90 mũi Tuần Thiên Tiễn, chỉ có một nửa thực sự có khả năng sát thương. Về phần còn lại một nửa, chỉ là cảnh ảo được tạo ra bởi trận pháp, chỉ có thanh thế mà thôi. Nhưng thụ nhân linh mộc giới cũng đã bị sức mạnh phá hoại của một mũi tên Tuần Thiên Tiễn lúc trước dọa vỡ mật, hoàn toàn không thể phân biệt được thật giả. Trung tâm cự mộc có quan hệ mật thiết với linh mộc giới. Mộc thịnh tắc giới hưng, mộc hủy tắc giới vong. Cái lỗ hổng khổng lồ trên thân cự mộc kia khiến các thụ nhân tộc linh mộc giới hoàn toàn không có chút ý định phản kháng nào. Nữ tộc trưởng thụ nhân dẫn theo toàn thể tộc nhân khuất nhục quỳ xuống, bày tỏ thần phần phục với cấm quân đại huyền. Sau đó Tôn Nhị Lang dựa theo chỉ thị của Thiên Mệnh Thiên Hoàng, điêu khắc trận pháp trùng trùng điệp điệp bên trong cự mộc chi tâm. Hắn cũng không biết trận pháp này có ý nghĩa gì, nhưng chấp hành mệnh lệnh là thiên chức của cấm quân đại huyền. Với thực lực kim đan viên mãn của Tôn Nhị Lang bây giờ, muốn kích hoạt trận pháp vẫn hơi mất sức. Hơn nữa hắn còn phải đề phòng thụ nhân nhất tộc phản công. Cũng may sức uy hiếp của Tuần Thiên Tiễn quá mức mạnh mẽ, cuối cùng thụ nhân nhất tộc cũng không dám liều chết đánh cược một lần. Trận pháp đã thành, một luồng ánh sáng xanh rực rỡ bùng phát từ cự mộc chi tâm. Vết thương của linh thụ bắt đầu chậm rãi khép lại, một bóng người sinh ra bên trong ánh sáng. Cự mộc chi linh, Tôn Nhị Lang nhược hữu sở tư nói. Giống như hắn nghĩ, sau khi cự mộc chi linh xuất hiện, cũng không đứng bên phía thụ nhân. Ngược lại truyền âm trao đổi với Tôn Nhị Lang, ngươi chính là Tôn Sư Huynh Xà. Sư phụ bảo ngươi để lại một nửa cấm quân ở đây để hỗ trợ xây dựng trận pháp. Đúng rồi, ta tên là Lâm Linh. Lâm Linh truyền một đoạn hình ảnh đến, Tôn Nhị Lang nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thiên Mệnh Thiên Hoàng trong màn hình, hắn khẽ gật đầu. Không tổn thất một binh một tốt, chỉ tiêu hao một mũi Tuần Thiên Tiễn, Tôn Nhị Lang đã thành công chinh phục linh mộc giới. Nhưng mà Tôn Nhị Lang cũng biết, chuyện này thật ra hoàn toàn không liên quan đến thực lực của cấm quân đại huyền. Toàn bộ dựa vào sức mạnh đáng sợ hủy thiên diệt địa của Tuần Thiên Tiễn. Tôn Nhị Lang khẽ lắc đầu, xua tan cảm giác uể oải trong lòng. Hắn xuất lĩnh số nhân mã còn lại, chạy đến tiểu thế giới mục tiêu thứ hai. Đại Ly, một tia sát khí hiện lên trong mắt Tôn Nhị Lang. Sau khi cấm quân đại huyền rời đi, Lâm Linh dựa theo trận pháp Lý Phàm chỉ dạy, bắt đầu thúc giục thụ nhân nhất tộc đứng lên. Lâm Linh cũng không có bao nhiêu tình cảm với những thụ nhân này. Ngược lại trong khoảnh khắc nàng mới sinh ra, Lý Phàm giảng đạo, thụ nghiệp, giải thích khó hiểu cho nàng, là người Lâm Linh cảm thấy thân thiết nhất trên thế giới lúc này. Đại trận thiên địa vạn linh. Ngay trận thành, có thể mở ra một thông đạo đi đến thế giới sư phụ đang ở, hơn nữa còn có thể khiến nồng độ linh khí trong linh mộc giới cao hơn, thăng hoa thế giới. Hoàn thành xây dựng trận pháp cơ bản trước, những vật tư mấu chốt tiếp theo sẽ được cấm quân đại huyền đưa đến. Nghĩ đến lời chỉ dẫn trận pháp mà Lý Phàm truyền dạy, lại nghĩ đến lời hứa đối phương đã đồng ý, chỉ cần mình hoàn thành xây dựng đại trận thiên địa vạn linh thì có thể đi đến đại huyền. Lâm Linh không nhịn được mà vô cùng nhiệt tình, nàng lại thúc giục đám thụ nhân chất phác kia. Đại huyền,
cảm nhận được hình ảnh hơi mơ hồ truyền đến từ linh mộc giới, Lý Phàm âm thầm gật đầu. Tuy đời này hắn định hoàn chân bên trong u giới, mượn sức mạnh u ám, cắt giảm sự nhận biết vô diện chân tiên. Nhưng Lý Phàm cũng không thể nào dự đoán mức độ cắt giảm này rốt cuộc là bao nhiêu. Cho nên hắn bắt buộc phải xây dựng đại trận thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần để đề phòng bất trắc. Nếu như nói lần đầu tiên Lý Phàm chứng kiến cảnh tượng trăm triệu sinh linh đồng thời chết, tâm lý Lý Phàm vẫn còn có chút dao động. Như vậy sau lần thứ hai, lần thứ ba, Lý Phàm thực sự không có áp lực tâm lý nào cả. Hắn tập trung suy nghĩ, nhìn về phía nhị đệ tử trên danh nghĩa ở kiếp này trước mặt, Vương Huyền Bá. Đãi ngộ của hắn không giống với Tôn Nhị Lang, Lý Phàm cũng không truyền thụ phương pháp tu hành mới cho hắn, mà dạy tạo hóa hồng lô công mình nghiên cứu ra cho Vương Huyền Bá. Phiên bản này đã có thay đổi phiên thiên địa phú so với phiên bản chỉ đơn giản là khám phá bí mật cơ thể con người và thô bạo cường hóa nhục thân kia. Kiếp trước, hắn nhận được sự chỉ điểm của Thiên Y, sau khi thông hiểu đạo lý trong Thiên Y Tiên Kinh, Bổ Thiên Lục, Lý Phàm đã có một hiểu biết hoàn toàn mới về cách kích thích tiềm năng của cơ thể con người. Nhưng mà muốn biến lý thuyết thành thực tế, còn cần thí nghiệm một phen. Thể chất đặc biệt của Vương Huyền Bá chính là thể thí nghiệm không thể tốt hơn. Khi thiên địa huyền hoàng sắp bị hủy diệt đã bộc phát ra ngàn vạn thay đổi huyền ảo diệu kỳ trong nháy mắt, con người cũng nên như thế. Trong trạng thái bình thường, cơ thể con người ở trạng thái cân bằng, chỉ khi có ngoại vật xâm nhập, cơ thể gặp nguy cơ chí mạng mới phát huy được tiềm năng của bản thân. Trước mặt Lý Phàm, chỉ có Vương Huyền Bá 17 tuổi đang nhắm mắt ngủ say. Vậy mà chiều cao của hắn đã gần 3 trượng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, một tầng màu vàng trải đầy trên mặt lớp da, giống như giáp sừng. Tuy vẫn có thể mơ hồ nhận ra được dấu hiệu cơ thể của một người, nhưng khi hắn đột nhiên nhìn sang, trông hắn giống như một con thượng cổ hung thú. Đã cấy 18 loại dị thú huyết nhục vào trong, trong đó chỉ có 7 loại được hắn dung hợp hấp thu. Còn lại đều gặp phải phản ứng đào thải nghiêm trọng, nếu không phải ta ra tay cứu giúp, chỉ sợ bây giờ hắn đã chết vì suy kiệt huyết mạch rồi. Nhưng mà, bây giờ thể trạng của hắn mạnh mẽ hơn, có lẽ có thể thử lại một lần nữa. Lý Phàm nghĩ như vậy, hắn rót một khối huyết nhục thiên ti hồ vào trong cơ thể Vương Huyền Bá. Việc tăng cường sức mạnh một cách mù quáng dường như đã khiến thể chất của Vương Huyền Bá phát triển có phần mất cân bằng và có nguy cơ sụp đổ. Hắn cần phải tăng cường sự khéo léo. Lý Phàm rất muốn nhìn xem cực hạn của nhục thân nhân lại rốt cuộc là ở đâu. Rời khỏi giới, việc chinh phục đại lý thậm chí còn dễ dàng hơn linh mộc giới một chút. Thậm chí hắn còn không dùng đến tuần thiên tiễn, chỉ mỗi việc đám cấm quân đại huyền bay trên không trung đã khiến hoàng đế cùng với bá quan văn võ trong kinh thành lần lượt quỳ đầy đất. Theo nguyên tắc chỉ có thiên mệnh thiên hoàng là hoàng đế, Tôn Nhị Lang đã giết chết hoàng đế Đại Ly một cách không thương tiếc. Sau đó hắn chọn Trấn Nam Vương Tiêu Thiên Hữu làm người đại diện. Sau khi Thánh Hoàng tọa xuất hiện ở các nơi trong Đại Ly, chẳng mấy chốc, mọi người đã chấp nhận sự thật triều đại được thay đổi trong chốc lát. Cùng với sự tồn tại của Thiên Mệnh Thiên Hoàng, Đại Ly cũng dần dần bắt đầu chuyển biến theo hướng tiểu thế giới linh khí. Định neo 8 năm, 85% so với lúc trước, thế mà chậm hơn một chút. Là vì trạng thái thân thể hiện giờ của ta gây ra sao? Lý Phàm nhìn con số trên bảng hoàn chân, chìm vào trong suy nghĩ. Thời gian 3 năm, sau khi linh mộc, thú chủng, ly giới và rất nhiều tiểu thế giới được đưa vào bản đồ đại huyền, thiên đế khí điển của hắn cũng thành công tiến giai đến tầng thứ 3. Khí vận đại huyền giống như mặt trời mới mọc, tỏa ra ánh sáng đỏ rực và tràn đầy sức sống. Mà chiến lược thực tế hắn có thể phát huy ra được cũng tương đương với trình độ hóa thần sơ kỳ của huyền hoàng giới. Nhưng mà Lý Phàm đã cảm giác được chỗ bình cảnh của thiên đế khí điển. Muốn tấn thăng đến tầng thứ 4, cảnh giới tử khí. Dựa theo tốc độ phát triển hiện tại, e rằng phải thêm mấy chục năm nữa mới có thể thực hiện được. Chương 1128, lực tín ngưỡng u ám. Mà muốn thành tựu cảnh giới cao nhất thiên đế khí điển, trở thành đế vương tuyệt thế sánh ngang cường giả trường sinh kỳ, Lý Phàm ước chừng, sợ rằng ít nhất phải tạo ra một thế lực phạm vi bao phủ cả một vương triều to lớn của huyền hoàng đại thế giới. Hừ, có thực lực này, ta còn luyện thiên đế khí điển gì chứ? Nhưng nói cho cùng chỉ là kế sách tạm thời dùng để định neo bản thân, Lý Phàm cũng không ôm ảo tưởng bao lớn với nó. Mà thực ra mục đích của hắn đã đạt đến. Theo vương triều đại huyền càng ngày càng hưng thịnh, hiện
Giờ hắn gần như không còn xuất hiện hiện tượng quỷ dị thân thể lúc ẩn lúc hiện nữa. Thậm chí khuôn mặt vốn đã mất đi lại cũng có xu thế hiện lên lần nữa. Vô diện chân tiên, lực lượng của hắn dường như chính là cắt đứt mọi liên hệ với thế gian. Mà ta là đại huyền thiên mệnh thánh hoàng, mấy trăm triệu sinh linh đều gắn liền với thân ta. Vậy mà đã ảnh hưởng tới lực lượng của lưới chân tiên trên một mức độ nào đó. Lý Phàm tỉ mỉ cảm nhận hai loại lực lượng gút mắc trên người, bỗng có điều hiểu ra. Phương pháp sử dụng chính xác của đại trận thiên địa vạn linh có lẽ không phải ngăn cản đơn giản, mà là coi di niệm của hàng tỷ sinh linh như một chậu máu chó, dội qua. Cách nói thông tục hơn tí chính là cưỡng ép mắc nối quan hệ hàng tỷ di niệm với vô diện chân tiên. Chẳng hạn như để những sinh linh chết oan coi vô diện chân tiên là kẻ đầu sỏ. Tư niệm của Lý Phàm xoay nhanh, giải ly điệp cuối cùng sau một phen thôi diễn rất nhanh bèn tiến hành tinh chỉnh đại trận thiên địa vạn linh. Lập tức triệu hoán Lâm Linh tới đây. Sư tôn. Rất nhanh, Lâm Linh mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang xuất hiện trước mặt Lý Phàm. Khác với chuyện trải qua ở đời trước, đời này kể từ sau khi Lâm Linh thức tỉnh ý thức thì từ đầu đến cuối luôn gánh vác trọng trách xuất lĩnh cấm quân đại huyền chinh phạt vạn giới. Bôn ba khắp nơi, nhất là dưới lời căn dặn của Lý Phàm thì chưa từng sinh ra liên hệ với cổ thụ địa mạch. Tính cách của nàng cũng trở nên hào phóng như người trong quân lữ, không câu nệ tiểu tiết. Sau khi Lý Phàm nói cho nàng phương pháp sửa chữa tinh vi của đại trận vạn linh, Lâm Linh đang muốn rời đi thực hiện nhiệm vụ lại chợt nhớ ra gì đó. Hùng, Lý Phàm nhìn về phía Lâm Linh. Sư tôn, trong quá trình ta phi độn trong huyền hoàng bản giới, có một luồng ý niệm phát hiện ta, liên tục muốn giao lưu với ta. Là cổ thụ địa mạch, Lý Phàm khẽ cau mày. Không phải, nhưng rất giống, Lâm Linh thành thật trả lời. Nhìn vẻ mặt của Lý Phàm, nàng nhanh chóng bổ sung, nhưng ta trước sau cần tuân lời dạy bảo của ngươi, không để ý đến nó. Ý niệm đó điên điên khùng khùng, ngay cả chính mình là ai cũng không nói. Chỉ bảo ta đi gặp nó. Lý Phàm vừa nghe đến đó, tức khắc hiểu rõ trong lòng. Chỉ là không biết vì sao Nhược Mộc có thể phát hiện tung tích của Lâm Linh. Sau khi dò hỏi kỹ lưỡng địa điểm gặp phải, Lý Phàm lại thiết kế cho Lâm Linh một trận pháp che chắn cảm giác bên ngoài. Lúc này mới đuổi nàng đi. Ngẫm nghĩ, nhiệm vụ đời này vẫn là thoát khỏi ảnh hưởng của vô diện chân tiên làm chủ. Lý Phàm chỉ ghi nhớ thời gian xuất hiện, vị trí của Nhược Mộc lần này, không có ý nghĩ dự định tiến một bước tiếp xúc với nó. Chờ sau này có thể cho cổ thụ địa mạch một bất ngờ. Lý Phàm hừ lạnh. Thân hình lóe lên, Lý Phàm đi vào trong mật thất phía dưới thánh hoàng tọa. Nơi này một mảnh đen kịt, giam giữ hơn 10 người u tộc. Sau, khi đại huyền chuẩn bị đơn giản chiến lực, Lý Phàm bèn lệnh cho Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá phát động tiến công người u tộc. Dù có sự trợ giúp của Tuần Thiên Tiễn cũng là thắng bại trộn lẫn một nửa. Cấm quân đại huyền thương vong hơn trăm, chẳng qua cũng bắt sống được một số người u tộc. Sau khi trải qua một phen bịa đặt, bọn họ cũng đã nhận rõ hiện thực, đồng ý mở ra thông đạo thông đến u giới cho Lý Phàm. Nhưng lúc này Hoàn Chân vẫn chưa nạp năng lượng xong, bởi vậy Lý Phàm cũng không vội vào trong. Những người u tộc này nhìn thấy Lý Phàm đến đây, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Lý Phàm lại đứng im bất động, cảm ứng một bức tượng của chính mình cách đó không xa trong bóng tối. Sau khi trở thành đại huyền thiên mệnh thánh hoàng, Lý Phàm đã từng muốn phục hiện ra lực lượng tương tự nguyên lực tinh túy. Bởi vì có phần tương tự với lực tín ngưỡng, cho nên Lý Phàm hạ lệnh xây dựng, lập nên tượng của mình ở khắp nơi để lấy số lượng dân chúng khổng lồ thực hiện ngưng tụ nguyên lực tinh túy. Nhưng rất rõ ràng, hắn có hơi ngây thơ. Tuy nói nguyên lực tinh túy là tồn tại bị chân tiên bỏ qua, nhưng lại mơ hồ cao hơn linh lực bình thường một bậc. Không có thủ đoạn đặc biệt, chỉ dựa vào cầu nguyện tập thể thuần túy của người phàm, rất hiển nhiên không cách nào thu hồi ngưng luyện nó. Nhưng sau khi những người u tộc này bị bắt về, chuyện lại xảy ra biến hóa. Có lẽ những người u tộc này trời sinh đã có tín ngưỡng cực kỳ mãnh liệt đối với u giới. Gần như trong nháy mắt bọn họ thần phục, Lý Phàm đã ẩn ẩn đã nhận ra một luồng khí tức kỳ dị xuất hiện trong cơ thể mình. Đỏ thẫm giống như quốc vận vương triều đại huyền, hơn nữa cảm giác cho Lý Phàm vô cùng tương tự nguyên lực tinh túy màu vàng hồng trần từ bi tiên đời trước. Sau đó Lý Phàm dứt khoát chuyển một bức tượng của mình vào trong địa lao, ra lệnh hơn 10 người u tộc này ngày đêm cầu nguyện. Hiệu quả cũng hết sức rõ rệt. Nguyên lực tinh túy những người u tộc này sinh ra lại còn nhiều hơn hàng tỷ quốc dân đại huyền cộng lại. Lý Phàm nghiên cứu phương thức bọn họ cầu nguyện, đồng thời để cấm quân đại huyền học tập, bắt chước. Lại thất bại không một ngoại lệ. Càng nghĩ,
Lý Phàm chỉ có thể quy kết cho thể chất đặc thù của người U tộc. Xem ra, vẫn là có quan hệ với lực u ám của U giới. Huyền Thiên Vương, U giới có thể quấy nhiễu lưới chân tiên trên mức độ nhất định, hiển nhiên còn ẩn giấu không ít bí mật. Song lại không phải chuyện đời này có thể thăm dò. Chỉ tiếc năng lực sinh dục của người U tộc không tốt lắm. Nếu không dựa vào tượng đá vô diện chân tiên, ta cũng có thể đan ra một mạng lưới tín ngưỡng. Loại năng lực có thể tùy ý ban tặng, tước đoạt, thậm chí cách không chuyển giao thực sự quá mức cường đại và thuận tiện. Lý Phàm từng hưởng mùi vị trong đó tự nhiên rất khó tách rời nó. Thế nên lúc này cho dù cách hoàn chân đã không xa, Lý Phàm vẫn không từ bỏ nghiên cứu loại lực lượng này. Rất hiển nhiên, Lý Phàm không hề có thiên phú về phương diện này. Đành phải chờ sau khi hoàn toàn an toàn để những gia hỏa kia nghiên cứu vậy. Lý Phàm khẽ thở dài. Thánh Hoàng vĩ đại. Đúng lúc này, một người U tộc trong đó đang dập đầu cầu nguyện bỗng nhiên run rẩy phát ra âm thanh, hình như có lời muốn nói. Hửng, Lý Phàm lập tức nổi lên hứng thú. Đây vẫn là lần đầu bọn họ chủ động thử nói chuyện với Lý Phàm. Sau khi nhận được sự cho phép của Lý Phàm, người U tộc kia mới run rẩy nói tiếp, trong quá trình ta cầu khẩn phát hiện, vị chủ nhân ta hầu hạ trước kia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Lý Phàm, cũng chính là U giới, hình như không giận lắm với sự phản nghịch của bọn ta. Hắn nuốt nước bọt, tổ huấn mấy đời trong tộc trước kia đều nói không thể phản bội u ám. Nếu không nhất định rơi vào thần phạt. Nhưng hiện tại ta đã thử, căn bản là giả dối không tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1129, Kế hóa thần chi biến. Người U tộc thoạt nhìn có phần trẻ tuổi này cùng lúc run rẩy giải thích cho Lý Phàm còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trộm sắc mặt Lý Phàm. Nhưng dung nhan của thiên mệnh Thánh Hoàng, loại người tầm thường như hắn sao có thể thấy rõ. Trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn kể ra hết phát hiện của mình trong khoảng thời gian này, Thánh Hoàng minh giám, tiểu nhân từ sau khi quy thuận tuyệt đối không hài lòng. Tự nhiên cầu nguyện với u ám đã là bản năng như ta hít thở. Cho nên trong khoảng thời gian này, cùng lúc cầu nguyện với Thánh Hoàng ngươi, khó tránh lại sẽ khẩn cầu u ám một cách tự nhiên. U ám giống như mọi khi, đã đáp lại ta. Nói đến đây, hơn 10 người u tộc trong mật thất cùng nhau sợ hãi vạn phần quỳ xuống. Rất hiển nhiên, hiện tượng như vậy đều từng xảy ra trên người bọn họ. Lý Phàm nhẹ vung tay, đỡ bọn họ đứng dậy. Đối với việc những người u tộc này cùng hầu hai chủ, Lý Phàm đời này thực ra cũng không để ý lắm. Bởi vì trong dự đoán của hắn, những người này chỉ là công cụ nghiên cứu lực tín ngưỡng trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi hắn hoàn chân mà thôi. Chờ không lâu sau khi hắn phát động hoàn chân, mọi thứ trong huyền hoàng giới sẽ mai một. Càng không nói đến những người u tộc này, hắn càng muốn biết vì sao u ám cũng sẽ cho phép loại hành vi hài lòng này xảy ra. Nếu là tín đồ của vô diện chân tiên, dám cả gan hầu hạ hai chủ, sợ rằng sớm đã bị lực chân tiên phá tan thành từng mảnh. Hoặc là, chúa tể lực lượng sau lưng u ám cao thượng đến mức làm người giận sôi, có thể khoan nhượng tín đồ của mình đến như vậy. Hoặc là, Lý Phàm trong lòng thoáng chốc bốn bề sóng dậy, hắn có mưu đồ khác. Muốn mượn loại hành vi phản bội của các tín đồ cảm nhiễm tồn tại đồng cách với mình. Nghĩ tới đây, Lý Phàm tức, khắc trở nên cảnh giác. Từ trước đến nay hắn đều không sợ lấy ác ý lớn nhất để phỏng đoán tồn tại cường đại trên đời này. Cẩn thận phân biệt từng tia lực lượng đỏ thẫm tuy không nhiều nhưng lại cực kỳ cường đại trong cơ thể mình. Nhưng sau khi trải qua xác nhận nhiều lần, quả thực không tìm được dấu hiệu dính dán quan hệ với lực u ám. Chẳng lẽ là ta đã lo lắng thừa? Sau khi Lý Phàm trải qua suy nghĩ ngắn ngủi vẫn đưa ra quyết định, hắn sẽ không cho phép bất kỳ biến số nào ảnh hưởng đến tiến trình hoàn chân đời này. Đầu tiên là ngoài miệng thẳng thắn khen ngợi những người u tộc này. Chờ sau khi rời khỏi mật thất dưới lòng đất, Lý Phàm lại mệnh lệnh Vương Huyền Bá ban cho bọn họ yên giấc. Không phải ám chỉ gì cả, mà là ngủ say trên ý nghĩa chân chính. Lý Phàm không muốn lây dính loại lực tín ngưỡng không thuần khiết này nữa, hơn nữa lo lắng nếu trực tiếp giết hại người u tộc, ngược lại có thể sẽ gây nên sự chú ý của chúa tể u ám. Vì vậy dứt khoát thì để bọn họ biến thành trạng thái người thực vật. Xem ra cần phải nghĩ cách giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh đẻ của người u tộc, bồi dưỡng tín đồ cần lấy từ một đời mới. Vương Huyền Bá rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về phục mệnh với Lý Phàm. Trải qua việc không ngừng cắn nuốt, dung hợp tổ chức dị thú trong những năm này,
cộng thêm tu hành tạo hóa Hồng Lô Công phiên bản cường hóa, Vương Huyền Bá ngược lại từ cự nhân ba trượng trước kia biến thành kích cỡ người bình thường. Có điều nhìn qua có phần vạm vỡ cường tráng mà thôi. Tập hợp năng lực của rất nhiều dị thú vào một thân, lại thêm tốc độ thân thể tự lành cực kỳ kinh khủng. Dù là Tôn Nhị Lang Kim Đan viên mãn, tử đấu cũng không phải đối thủ của Vương Huyền Bá. Huyền Bá, gần đây có cảm thấy có chỗ nào hoang mang, khó hiểu trong tu hành không? Lý Phàm hỏi. Là giải thích nghi hoặc giúp Vương Huyền Bá, cũng là hiểu rõ tình huống thân thể đối phương, ý muốn cải tiến tạo hóa Hồng Lô Công. Sư Tôn, gần đây thân thể của ta đúng thật là càng ngày càng cường tráng, mỗi giờ mỗi khắc đều như có sức lực dùng không hết. Nhưng mà, Vương Huyền Bá tổ chức câu từ, gãi đầu, trong lòng ta đã từ từ sinh ra hai loại cảm giác. Một là cảm giác nguy cơ từ trước đến nay không có, giống như trong thiên địa tồn tại một loại thiên địch nào đó. Loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn lúc đi ngang qua huyền hoàng bản giới. Loại thứ hai là tiếng thì thầm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Cũng không nghe rõ đang nói điều gì, nhưng lại cho ta cảm giác quen thuộc, thân thiết nào đó. Sau khi Lý Phàm nghe xong, thản nhiên nói, hiện giờ ngươi tuy đã làm được thân như lò luyện, nhưng ý lại không có. Tạp niệm thuộc về những dị thú bị ngươi cắn nuốt vẫn quanh quẩn trong lòng ngươi. Gần đây đừng tu hành nữa, đi điều dưỡng đi. Lý Phàm tự nhiên biết nguyên nhân thân thể Vương Huyền Bá trở nên dị thường, song lại không nói rõ, chỉ để hắn tĩnh dưỡng trong đại huyền tiểu thế giới. Cách kỳ hạn hoàn chân nạp năng lượng càng ngày càng gần, Lý Phàm cần loại bỏ tất cả nhân tố không ổn định. Bởi đó, dưới ý chí của hắn, tốc độ đại huyền chinh phạt chư giới cũng ngưng lại. Lấy cớ là khôi phục nguyên khí, chuẩn bị chiến tranh chờ địch. Quân dân đại huyền sôi nổi ca ngợi thiên mệnh thánh hoàng vĩ đại nhân từ, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cuối năm định neo thứ 8, Lý Phàm nhìn thanh tiến độ nạp năng lượng đã đến 100%, không chút do dự đứng dậy từ huyền kinh thánh hoàng tọa. Không làm kinh động bất kỳ ai khác, lặng lẽ đến trong mật thất dưới lòng đất. Đánh thức người u tộc ngủ say, mở ra thông đạo thông đến u giới. Chỗ sâu biển u ám, Lý Phàm mở ra giao diện hoàn chân. Ngươi có thể chọn một trong các hạng mục dưới đây tiến hành bảo lưu. 1. Một món đồ bản thân nắm giữ trong lần mô phỏng này. 2. Cảnh giới tu hành của bản thân trong lần mô phỏng này. 3. Ký ức mô phỏng của một nhân viên có quan hệ mật thiết với bản thân trong mô phỏng lần này. Ký ức này có thể để nhân viên đó kế thừa. 4. Từ bỏ lựa chọn bên trên, tăng tốc tiến độ nạp năng lượng. Quang phù không ngừng chớp động đã tồn tại 8 năm. Kế thừa tu vi. Trong lòng Lý Phàm mặc niệm, đồng thời cảnh giác đạt tới tối cao. Cùng lúc đó, đại huyền, ly giới, thú chủng giới, phía trên bầu trời tiểu thế giới bị chinh phục những năm này bỗng nhiên sáng lên từng sợi màu bạc dây nhỏ giăng kín khắp nơi. Hệt như một tấm lưới lớn bao phủ chúng sinh vào bên trong. Chúng sinh trong lưới không có bao nhiêu người có thể phát giác được nguy cơ rất chí mạng sắp buông xuống, còn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ có những cường giả có chút tu vi, trong lòng mơ hồ nổi lên bất an. Biển u ám tuyên cổ bất biến như chợt dấy lên một cơn sóng vô hình. Dao động như cuồng phong buông xuống trên người Lý Phàm, khơi ra bão táp kịch liệt xung quanh. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, biến hóa long trời lở đất thình lình xảy ra trong cơ thể Lý Phàm. Lý Phàm nhìn thấy đạo cơ hoàn chân như mây mù của bản thân trong phút chốc biến thành một viên kim đan. Sau đó diễn hóa ra ngũ hành động thiên trong cơn nổ mạnh cắn nuốt tất cả ánh sáng. Động thiên nháy mắt đã hoàn thành diễn biến ngàn vạn năm mới có thể đạt thành. Ngũ hành sừng sững, tươi thắm rực rỡ. Sau đó, giới hạn giữa ngũ hành trở nên mơ hồ. Đủ loại biến hóa trình diễn không kịp nhìn trong động thiên. Huyền hoàng diệt thế chi biến. Ngũ hành quy nhất, tất cả biến hóa trong động thiên mới sinh ra chính là vì ứng đối nguy cơ diệt thế đời này không hề tồn tại. Cây đại thụ che trời vốn trong động thiên thuộc tính mộc, lá cây bay xuống, chỉ còn lại thân cành trụi lùi. Bản thân lại dần trở nên như vàng như sắt. Chương 1130, Lục Thế Khu Tiên Lực. Biển cả động thiên thuộc tính thủy mênh mông vô bờ bắt đầu đóng băng vạn dặm. Trong động thiên thuộc tính hỏa nóng rực, hỏa diễm trở nên ảm đạm, nhưng lại không tắt, mà là không ngừng co vào, ngưng tụ, chuyển hóa ra từng ngọn hỏa diễm rời rạc kỳ dị. Đủ loại biến hóa khó tin liên tiếp xảy ra trên người Lý Phàm. Mà cảnh giới của hắn cũng đã đột phá nguyên anh, điên cuồng tiến mạnh trên cảnh giới hóa thần. Hóa thần tiền kỳ, hóa thần trung kỳ,
hóa thần hậu kỳ. Mãi cho đến khi đạt hóa thần viên mãn mới ngừng lại, cường đại, sinh cơ, tràn ngập tính công kích. Đây là cảm nhận của Lý Phàm đối với chính mình lúc này. Nhưng Lý Phàm căn bản không có thời gian tỉ mỉ thưởng thức mọi thứ. Như hắn dự liệu, hắn đạt thành lột xác trong thời gian ngắn như thế trong lưới chân tiên đã dẫn tới sự chú ý của vô diện chân tiên bên ngoài tường cao. Xung quanh dường như không còn tối tăm nữa mà có lấm tấm ánh sáng xuất hiện. Giống như có thủy triều không ngừng nhấp nhô, biển u ám yên tĩnh có khách không mời mà đến. Hoàn chân, Lý Phàm quyết đoán nói, hình ảnh xung quanh trở nên bất động, sau đó nhanh chóng vụ hóa. Có lẽ là vì vô diện chân tiên không dò xét toàn diện dị động trong lưới, hoặc là biển u ám đã che chắn tuyệt đại đa số lực lượng của vô diện chân tiên. Tóm lại, quá trình hoàn chân lần này cực kỳ thuận lợi. Xương trắng hư vô không kéo dài bao lâu đã ẩm ẩm tan đi. Ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Nam định neo thứ nhất, đỉnh núi Giải Ly. An toàn trở về, chứng minh phương pháp của ta có thể thực hiện. Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem nhẹ của nhắc nhở đi đầu của hoàn chân, cẩn thận xem xét khuôn mặt của mình. Ảnh hưởng lực lượng của vô diện chân tiên sau khi trải qua hoàn chân một lần nữa quả nhiên có suy yếu trên mức độ nhất định. Trên mặt Lý Phàm không còn là nhãn bóng không có thứ gì, mà là hình ảnh có một số ngũ quan hơi gồ lên. Chẳng qua dáng vẻ này thoạt nhìn càng làm người ta sợ hãi hơn không mặt thuần túy. Lý Phàm lại không hề để ý, kế tiếp chỉ cần bắt chước làm theo là được. Hắn xe nhẹ đường quen bay về phía kinh thành Đại Huyền. Tiếp đó, chuyện xảy ra ở Đại Huyền và mấy tiểu thế giới khác gần như hoàn toàn nhất trí với đời trước, cũng chính là đời 120. Khác biệt duy nhất có thể là Lý Phàm càng thêm thuần thục, đã giảm bớt rất bước thăm dò. Để ổn thỏa, Lý Phàm không để cành mẹ đẻ đẻ cành con, thậm chí đình chỉ nghiên cứu sử dụng lực tín ngưỡng của người U tộc. Đè tất cả biến số đến mức thấp nhất, đời 121, tiến độ nạp năng lượng hoàn chân nhanh thêm mấy phần. Hoàn thành nạp năng lượng trước 3 tháng, trốn vào biển U ám, kế thừa tu vi, hoàn chân. Một mạch mà thành. Tiếp đó, đời 122, đời 123, mãi cho đến đời 125. Đầu năm định neo thứ 8, Lý Phàm lại lần nữa đi vào biển u ám. Hắn có dự cảm, lần này sau khi hoàn chân lần nữa là sẽ hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của vô diện chân tiên. Khuôn mặt của hắn bây giờ đã không khác gì người thường. Chỉ là vẫn nhận ra được một vài tàn khuyết mắt thường, thần thức không cách nào phân biệt. Ảnh hưởng của lưới, chân tiên vẫn tồn tại, nhưng lại vừa chạm vào là phá. Lý Phàm đè nén kích động muốn tìm đường chết trong lòng. Hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, hoàn chân. Hình ảnh trong phút chốc hư thực biến ảo, sương mù ngưng tụ lại chớp mắt phá tan. Đời 126, năm định neo thứ nhất, núi Giải Ly. Ù, một loại cảm giác hoàn toàn khác mấy đời trước hiện lên trong đầu Lý Phàm. Đó là không có trói buộc, tự do tự tại chân chính. Ở lâu trong lồng chim, lại được trở về tự nhiên. Trong miệng Lý Phàm ngâm khẽ, chậm chậm đi đến bên cạnh vách núi. Huyền hoàng giới, ta về rồi. Đối mặt với biển mây vô biên, Lý Phàm lựa chọn kế thừa tu vi. Trên không Đại Huyền nhất thời phong vân biến sắc. Cả thế giới đều như không chịu nổi uy áp, phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi gánh nặng. Nhưng biến hóa này chỉ trong nháy mắt, khí tức khổng lồ trên người Lý Phàm rất nhanh liền lắng lại tan đi. Bầu trời lại khôi phục bình thường, hóa thần viên mãn, Đại Huyền thế giới chịu tải đều đã có hơi cố sức. Nếu là ta hợp đạo viên mãn, sợ là trong nháy mắt kế thừa tu vi, thế giới đều phải bị căng tan tành. Nhưng mà không sao, đến lúc đó có thể đến trong huyền hoàng giới kế thừa tu vi. Hoặc là tiến hành thăng cấp thế giới cho Đại Huyền trước. Lý Phàm khẽ lắc đầu, sau đó chuyển biến suy nghĩ đến trong kế hoạch đời này. Đời này, ẩn ra sau màn. Không phải lúc cần thiết, bản thân tuyệt đối không xuất thủ. Cái khác đều chỉ là thuận tiện, chỉ vì nghiệm chứng suy đoán của ta lúc trước. Lý Phàm híp mắt, ánh mắt nhìn về phía xa, dường như thấy được bầu trời huyền hoàng đại thế giới. Truyền pháp rốt cuộc có quan hệ thế nào với thiên y? Bỏ đi loại luận điểm truyền pháp và thiên y chưa từng đồng thời xuất hiện không nói. Lý Phàm sở dĩ sẽ sinh ra hoài nghi quan hệ hai người bọn họ vẫn là vì quyển bổ thiên lục thiên y truyền lại. Cuối quyển bổ thiên lục giảng giải một loại phương pháp chữa trời chỉ tồn tại trên lý luận. Đó chính là mượn xác hoàn hồn, phá rồi lại sinh. Thế giới, cho dù là tu tiên giới cường đại cỡ nào cũng giống như sinh linh, có phần cuối sinh mệnh của chính mình. Sau khi một thế giới không thể tránh đi đến rách nát,
suy vong, dù y thuật có cao minh thế nào cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bại vong. Đây là tình huống trên lý luận bình thường. Thiên y lại đưa ra một loại khả năng cứu vớt thế giới. Đó là tìm được một tu tiên giới còn đang ở kỳ tráng niên khác, tiến hành đoạt xá. Thiên đạo đổi chủ, thế giới đảo biến. Tuy rằng nhìn qua hoang đường, khó tin như vậy, nhưng đối với thiên y, chưa chắc là chuyện không cách nào làm được. Hơn nữa, từng cảnh chứng kiến từ lúc bước vào huyền hoàng giới đến nay nhanh chóng lóe qua trước mắt Lý Phàm. Đủ loại hiện tượng sẽ xảy ra trong lúc thế giới mượn xác chuyển sinh trong bổ thiên lục suy đoán thực sự quá tương tự với hiện trạng của huyền hoàng giới. Quỷ dị lan tràn, thiên đạo đột biến. Quan trọng hơn là, thiên y là người thiên pháp giới, lại coi trọng huyền hoàng giới như vậy. Liều mạng du đãng trong tinh hải trí ám nhặt mảnh vỡ thế giới khác. Lại thêm đủ loại lời nói hành động của thiên y lúc trước, ánh mắt Lý Phàm chớp động. Tính chính xác của kế hoạch vá trời của thiên y gần như có thể xác định. Điều đáng sợ duy nhất là thái độ của truyền pháp. Nếu như biết rõ ràng thiên y là thế giới khác người, muốn mượn huyền hoàng giới mượn xác hoàn hồn, truyền pháp lại từ đầu tới cuối căn bản không ngăn cản. Ngược lại giống như thiên y, cũng ra ngoài thu thập mảnh vỡ thế giới trong tinh hải. Trong lòng Lý Phàm không khỏi có phần nặng nề. Hoặc là, cũng là trừ cái đó ra, truyền pháp cũng không có tốt hơn phương pháp đi cứu vớt huyền hoàng giới, bất đắc dĩ bị bức bách mà vì đó. Hoặc là, truyền pháp và thiên y thực ra căn bản là cùng một người. Hoặc là nói, truyền pháp chính là phân thân của thiên y. Trong mắt Lý Phàm lóe lên một luồng tinh mang. Ở huyền hoàng giới, trong lòng vô số tu sĩ đều có một nghi vấn. Vì sao truyền pháp cùng lúc đi vào cõi tiên không để lại một phân thân? Chỉ cần có một phân thân cũng đủ để trấn áp mọi kẻ xấu trong huyền hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập 113 của bộ truyện Ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.